chương một thụ đồ vạn lần trả về huyền thiên đại lục đông vực cổ đạo thiên tông trong động phủ thanh vân phong diệp vân xếp bằng ngồi dưới đất biểu tình cực kỳ ngạc nhiên xong con bê. ta cái này xuyên qua không khỏi quá không là thời điểm ngay tại nửa ngày trước hắn tăng ca đột tử phía sau linh hồn xuất hiện ở đây hiện lên trong đầu lượng lớn tin tức để hắn hiểu được xuyên qua đến cái huyền huyễn thế giới vấn đề là hắn đoạt xá cổ thân thể này sắp chết thảm cái này thân là cổ đạo thiên tông thập đại thủ tịch trưởng lão vị trí cuối, danh tự cùng hắn đồng dạng đều là Diệp Vân, chính là tông môn thiên kiêu, cũng là trong lịch sử trẻ tuổi nhất thủ tịch trưởng lão. Nhưng lại tại một năm trước, hắn đại tông môn bí mật đi một chỗ không công khai thường cổ bí cảnh thăm dò, có lẽ là có nội ứng báo tin, trên đường lại đột nhiên bị cửu U Ma Tông cường giả mai phục. Trận chiến kia hắn không những bị thương nặng, liền căn cơ cũng đi theo bị tổn thương, cứ việc tông chủ cùng hắn trưởng lão kịp thời chạy tới, hắn may mắn nhặt về cái mạng, nhưng một thân tu vi còn lại mười không đủ một. Càng chết là, cho đến hôm nay hắn mới phát hiện, thể nội bị trong bóng tối đánh vào cửu U Ma Tông quỷ viêm chi độc, đợi đến phát hiện thời gian đã độc phát. Quỷ viêm chi độc uy danh, tại Đông Vực cũng coi như mọi người đều biết, một khi nhiễm cho dù là cường giả cũng đến thoát tầng gia. Mà bây giờ độc mới thêm vết thương cũ, trực tiếp khiến hắn hiện tại cổ thân thể này thủng lỗ chỗ, phỏng chừng cũng liền còn có mấy canh giờ có thể sống. Trừ phi nói, có thể tìm tới siêu thất phẩm trở lên chữa thương đang dược, có lẽ còn có thể ổn định lại thương thế của hắn. Nhưng vấn đề là thất phẩm trở lên đang dược, cổ đạo thiên tông căn bản không bỏ ra nổi tới, về phần thất phẩm luyện đan sư, càng là tại toàn bộ đông vực đều phượng mau lân giác, thân phận cái đỉnh cái tôn quý, không nói đến trong vài canh giờ tìm không ra, tìm tới lại dựa vào cái gì giúp chính mình. Bởi vậy lấy hắn hiện hữu điều kiện, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ còn dư lại mấy canh giờ tuổi thọ. Nghĩ đến cái này, Diệp Vân thần sắc bộc phát ảm đạm. Thật là xui xẻo, cái này vừa mới xuyên qua tới, rõ ràng sẽ phải nghỉ chơi đang lúc hắn sinh lòng tuyệt vọng thời khắc một thanh âm tựa như nắng sớm vang lên siêu phàm sư tôn hệ thống ngay tại khóa lại nhắc nhở có thể thông qua truyền thụ đệ tử tu vi đang dược đạo cụ chờ thu được ngẫu nhiên bội số trả về hạn mức cao nhất gấp một vạn lần nhắc nhở lập tức bội số càng cao xuất hiện xác suất càng nhỏ nhắc nhở mỗi vị đệ tử mỗi tháng tại tu vi đang dược đạo cụ chờ không đồng loại hình chia nhau nhưng trao tặng cũng trả về một lần lại đệ tử mới lần đầu trao tặng loại hình, đầu miệt nhưng trao tặng hai lần. Thanh âm này để Diệp Vân vì đó sững sờ, nhưng tiếp lấy liền lâm vào cuồng hỉ. Quả nhiên, hệ thống thứ này, mặc dù trễ nhưng đến A. Vạn lần trả về. Diệp Vân tâm hoa nổ phóng, hệ thống này hiệu quả lời ít mà ý nhiều, phi thường dễ hiểu. Tỷ như truyền thụ đệ tử 10 năm tu vi, chính mình đem lập tức thu được 10 năm đi lập tức bội số tu vi, tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Nói không chắc vận khí tốt, trực tiếp tới cái vạn lần trả về đạt được 10 vạn năm tu vi, cái này còn không đồng nhất bước thành tiên. Cho dù hắn vận khí rất kém cỏi, không bội số lớn trả về, nhưng hệ thống hình như cũng không nói có thu đồ hạng mức cao nhất, chính mình trọn vẹn có thể không ngừng thu đồ, từ đó lượng biến gây nên biến chất. Nói ví dụ định cái mục tiêu nhỏ, thu hắn trên dưới 100 cái đồ đệ, mỗi người truyền thụ chút ít tu vi, trả về trở về cũng nhiều vô cùng. Tất nhiên, cái này hắn liền muốn voi phía dưới cũng không chuẩn bị thật tùy tiện thu bằng không gặp gỡ mấy cái tâm địa ti tiện chi đồ cái kia nhưng vài phút chữa khỏi huyết áp thấp nói tóm lại muốn trở thành đồ đệ của ta cái khác đều có thể không sao cả nhân phẩm bên trên nhất định cần được quan cho dù lãng phí hết phản lợi cơ hội hắn cũng không hy vọng nhìn thấy một ít kẻ ti tiện theo chính mình cái này đạt được nửa phần chỗ tốt suy tư xong hệ thống sự tình diệp vân liền bắt đầu suy nghĩ thu đồ sự tình qua nhiều năm như vậy nguyên thân một lòng tu luyện còn chưa từng thu qua đồ đệ nguyên cớ đến nhanh tìm cái đáng tin mới được bằng không thương thế trên người nhưng là không chịu nổi bây giờ trên người hắn chỉ có một mai ngũ phẩm hồi dương đan là cuối cùng vốn liếng nhất định mau chóng trao tặng ra ngoài thu được trả về ban thưởng mới được chỉ là trong thời gian ngắn như vậy bên trên cái nào tìm một cái tâm tính thuần lương đệ tử a một đạo phù lục màu vàng từ ngoài động bay tới trước người diệp vân vừa mới tiếp nhận liền truyền vang cái âm thanh diệp trưởng lão mau tới nghị sự đại điện một chuyến có quan hệ một vị phụ thuộc đệ tử sự tình cần toàn thể trưởng lão cùng nhau tới nghị quyết. Diệp Vân Kế thừa lấy ký ức, lập tức nghe ra đây là tông chủ truyền âm phụ lục, không khỏi có mấy phần hiếu kỳ. Cái gọi phụ thuộc đệ tử, liền cổ đạo thiên tông phụ thuộc thế lực đệ tử, tông chủ lại làm đối phương đem toàn thể trưởng lão gọi qua đường đi, đây là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Vân lập tức tế ra thanh vân kiếm, bước lên thân kiếm tức thì bay ra động phủ, tại không trung kéo ra hơn trăm mét huyền khí lưu quan. Huyền huyển thế giới, còn thật không ngừng quan sát đứng lặng tại đỉnh núi hải vân ở giữa cổ đạo thiên tông cùng thỉnh thoảng ngự kiếm bay qua đệ tử thật sự là quá khốc bất quá chốc lát diệp vân liền đi tới nghị sự đại điện còn ở ngoài cửa liền nghe trong điện đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tiếng cãi vã âm thanh cái kia nữ hài gia tộc chính là ngươi sở thuộc khu vực xảy ra chuyện chẳng lẽ không nên do ngươi tới thu làm môn hạ ngươi cờ mờ đánh rắm nói đến dễ nghe như vậy chính ngươi thế nào không thu cùng lão phu có có dính dáng gì hệ chúng ta lạc nhật phong cũng không có tài nguyên tại trên người nàng hao phí thảo nói cùng lão tử cái này tài nguyên liền có thể lãng phí hai cái các ngươi đều yên tĩnh biết liên quan tới cái kia nữ hài chỗ đi các vị cùng đi ngẫm lại a à. theo lấy tông chủ cổ trần lên tiếng hai người vậy mới đình chỉ tranh cãi nhộn nhịp hừ lạnh một tiếng lại vẫn trừng lấy hai bên cổ trần lúc này chú ý tới diệp vân tới liền vội vàng cười ngoắc nói diệp trưởng lão mau chạy tới đây a à, hội nghị này nhưng là thiếu ngươi một người tuy nói một năm qua này Diệp Vân thực lực ngày càng lụng bại, nhưng chung quy là làm tông môn mới bị thương, cổ trần đối với hắn một mực cực kỳ khách khí. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng là, đại bộ phận đối với hắn cực kỳ lòng mang kính nể. Diệp Vân gật đầu một cái, vào chỗ phía sau liền nhìn về cổ trần nghi hoặc hỏi. Tông chủ, ta nghe ngài vừa mới nói tới thương nghị một cái nữ hài chỗ đi, đây là ý gì? Nghe vậy, cổ trần không khỏi thở dài, chậm chậm giải thích nói. Ngươi một mực đang bế quan không biết, trước đây không lâu phụ thuộc vào chúng ta lâm gia, tự hồ bị cửu u ma tông thuộc hạ hắc ma môn cho diệt tộc. Từ trên xuống dưới nhà họ Lâm hơn ngàn người máu chảy thành sông, chỉ có cái kia Lâm gia Thiên Kim Lâm Tuyết Yên may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng nàng thương tổn đến không ít, nhất là căn cơ bị tổn thương nghiêm trọng, trừ phi có thể có thất phẩm chữa thương đan, bằng không căn bản không có khả năng khỏi hẳn, xem như nửa cái phế nhân. Bây giờ hài tử kia ở trên quảng trường quỳ ba ngày ba đêm, chỉ cầu vào chúng ta cổ đạo Thiên Tông, tìm kiếm làm người nhà cơ hội báo thù. Nói xong lời cuối cùng, cổ trần cũng không nhịn được ảm đạm thở dài. Nghe nói hài tử kia, nguyên bản thiên phú không tồi, phẩm hạnh cùng nghị lực đều là tuyệt hảo, đã đối người bên cạnh ôn nhuận như ngọc, ngăn địch thời gian cũng không nhân từ nương tay, thật sự là tuyệt hảo người kế tục. Có thể nàng bây giờ trạng thái, không phẩm chất cao đang dược, cho dù nhận lấy cũng là phiền toái lớn. Khó làm a. À? Đợi đến hắn cái này nói xong, trong đại điện lâm vào yên lặng. Cứ việc lâm tuyết yên thành ý, 10 điểm đã động bọn hắn, thế nhưng không có người thật nguyện ý, nhận lấy như vậy một cái không có chút nào đầu nhập sản xuất so đệ tử. Mọi người chính giữa phiền muộn thời khắc, một cái sang sản đánh vỡ yên tĩnh. Có cái gì khó làm? Cái kia nữ hài, ta muốn. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hót leo tốt một của tháng thế này? Chương 2, Diệp trưởng lão cũng quá hào phóng. Cổ đạo thiên tông quảng trường. Rất nhiều con đường nơi đây đệ tử, nhìn qua cái kia còn quỳ yếu kém thân ảnh, không ít người lắc đầu than tiếc. Thật là đáng thương, rõ ràng trước đây không lâu vẫn là lâm gia thiên chi kiêu nữ lại rơi đến kết cục như thế việc đã đến nước này còn có thể có biện pháp nào liền nhìn tông chủ an bài như thế nào a à, có thể an bài thế nào phỏng chừng trong tông không có trưởng lão nguyện ý nhận lấy như vậy một cái bị phế một nửa người trọn vẹn ba ngày ba đêm lâm tuyết yên thủy chung không ăn không uống quỳ để bày tỏ thành tâm đi ngang qua mỗi một vị trưởng lão hoặc đệ tử đều cực kỳ cảm giác khó chịu nhưng lại bất lực lấy nàng bây giờ trạng thái không đại lượng tài nguyên đầu nhập thậm chí không cách nào tu luyện, loại trừ tông môn thủ tịch trưởng lão cấp bậc, ai có thể cầm ra được. Nhưng những năm gần đây cổ đạo thiên tông bộc phát suy thoái, tài nguyên vốn lại ít, căn bản không có khả năng có người nguyện ý đem tài nguyên nện vào trên người nàng. Lâm Tuyết Yên tự nhiên cũng rõ ràng những cái này, nhưng nàng đã cùng đường mặc lộ. Hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng, ký thác vào cổ đạo thiên tông có trưởng lão chiếu cố tại nàng. Nhưng mà ba ngày ba đêm đi qua, Lâm Tuyết Yên quỳ hai chân đều mất đi tri giác, bờ môi vì khô khốc mà nổi lên tái nhật. Thân thể nàng vốn là có tổn thương, lại tu vi mất hết, tăng thêm lâu như vậy giọt nước không vào, có thể nói toàn bằng ý chí cưỡng ép chống đỡ mới không có đổ xuống. Nhưng ý chí mạnh hơn, thân thể vẫn vì quá mức suy yếu, mà bắt đầu lung lay sắp đổ. Không được, còn không làm phụ mẫu báo thù, tuyệt không thể liền như vậy kết thúc. Thanh âm Lâm Tuyết yên yếu ớt dây tóc, ý thức cũng càng phát u ám, muốn cắn ở lưỡi nâng cao tinh thần, thiếu liền cắn khí lực đều không còn. Ở trước mắt lờ mờ hiện ra, trước kia ở gia tộc cùng phụ mẫu sinh hoạt hình ảnh hết thảy là tốt đẹp như vậy nhưng lập tức một cổ lãnh ý bỏ qua toàn thân nàng bị đánh trở về hiện thực lại lại khống chế không nổi thân thể ngã xoạch xuống không không thể ngược lại thân thể nhanh chóng thoát lực khiến lâm tuyết yên vô cùng tuyệt vọng nhìn tới hết thảy thật muốn đến đây kết thúc ngay tại nàng ngã xuống đất thời điểm trước mắt lại trông thấy một đạo bóng trắng lướt xuống tiếp lấy liền cảm giác bị người ôm vào lòng ngươi nhìn thấy có người tới lâm tuyết yên cũng hoài nghi có phải hay không trước khi chết ảo giác Lúc này, người kia liền từ tốn nói. Đừng nói chuyện, ngoan ngoãn nằm xong. Trên thực tế, Lâm Tuyết Yên căn bản cũng không còn khí lực lại nói tiếp. Theo sau, nàng rất vui vẻ giác ngộ đến, có cổ nhiệt lưu tràn vào thể nội. Ôn nhuận lực lượng, theo kinh mạch chảy vào đến toàn thân, làm nàng thân thể hư nhược đang từng chút từng chút khôi phục. Quảng trường bốn phía, rất nhiều đệ tử nhìn thấy cái kia ôm lấy Lâm Tuyết Yên Nam tự áo trắng, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lại là dịp trưởng lão, hắn sao lại tới đây? không có nhìn ra sao. Nhìn điệu bộ này, nói không chắc là dự định thu Lâm Tuyết Yên a. À. Nhưng chính hắn đều bản thân bị trọng thương, yêu cầu tài nguyên chữa thương, lại thu một cái căn cơ bị tổn thương đệ tử, cái này có thể nuôi đến đến sao? Người nào biết, dù sao dịp trưởng lão nếu như thật thu, liền phần này đại nghĩa, ta khâm phục hắn cả một đời. Vài phút đi qua, tại dịp Vân làm Lâm Tuyết Yên độ chút ít huyền khí phía sau, làm nàng ý thức cùng tri giác đều nhanh chóng khôi phục. Mảnh liệt cảm giác suy yếu, tăng thêm tứ chi kịch liệt đau nhức, cho Lâm Tuyết yên mang đến cực lớn thống khổ. Nhưng làm nàng thấy rõ trước mắt Diệp Vân phía sau, cái gì đau đớn đều ném ra sau đầu, giải dụa lấy quỳ gối trước người Diệp Vân. "Diệp trưởng lão, cầu ngài thu ta làm đồ đệ." Nàng hai tay nắm thật chặt cánh tay Diệp Vân, như là trông thấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Chỉ cần ngài có thể đáp ứng, sau đó Tuyết Yên nguyện làm ngài trả giá hết thảy. Lập tức nàng liền muốn cho chính mình dập đầu, Diệp Vân nhíu mày trầm giọng nói. "Ngẩng đầu lên cho ta, bằng không ta liền rời đi." Hắn lời nói này để Lâm Tuyết Yên thân thể mềm mại rung lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn về Diệp Vân, trong mắt tràn ngập hoang mang. Diệp Vân vậy mới thản nhiên nói, ngươi nhớ kỹ, thế gian này loại trừ phụ mẫu, ngươi không cần trước bất kỳ ai quỳ xuống. Hắn để Lâm Tuyết Yên trầm mặt, miếng môi nói. Thế nhưng ta, muốn bái sư đúng không? Ta chính giữa muốn nói à. Diệp Vân miễn cười nhìn qua nàng nói, ta là cổ đạo thiên tông thủ tịch trưởng lão một trong, thanh vân phong chi chủ Diệp Vân, Lâm Tuyết Yên, ngươi nhân nguyện vào môn hạ của ta dứt lời hắn hướng Lâm Tuyết Yên vương tay ra, ý tứ lại rõ ràng hơn hết. Lâm Tuyết Yên thì ngây dại, gần ba ngày qua nội tâm tuyệt vọng, tại Diệp Vân thò tay một khắc này tan thành mây khói, hóa thành kích động nước mắt, ngăn chặn không được theo khóe mắt chảy xuống. Đối với cái này tại nàng tuyệt vọng nhất bên trong, hướng mình duỗi tay ra nam nhân, Lâm Tuyết Yên lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại xúc động đến nghẹn ngào không cách nào mở miệng, chỉ có lệ nóng danh trồng liên tục gật đầu. Thấy vậy, Diệp Vân cười lấy nói. Vậy thì tốt, sau này ngươi chính là ta thanh vân phong đại đệ tử ta người này đây tương đối tùy ý, nghi thức bái sư liền miễn đi, cũng không cần ngươi tuân thủ cái gì quy củ, chỉ có một điểm, bất cứ lúc nào đều không cho phản bội sư môn, thậm chí trở thành hướng sư nghịch đồ, rõ chưa? Lâm Tuyết Yên gật đầu lần nữa, vô cùng kiên định nói. Đệ tử phát thể tuyệt sẽ không trở thành hướng sư nghịch đồ. Càng sẽ không phản bội sư môn, bằng không liền để ta không được chết cốt, vòng vào cửu u địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Có lẽ là muốn cho Diệp Vân nhìn ra thành ý, lập tức nàng còn muốn tiếp tục phát thệ, Diệp Vân cắt ngang nàng dừng lại dừng lại so với ngoài miệng nói vẫn là sau đó nhìn ngươi biểu hiện a à. lâm tuyết yên gật đầu đáp ứng lúc này trong đầu diệp vân cũng vang lên âm thanh nhắc nhở đệ tử lâm tuyết yên đã khóa lại thành công diệp vân tâm tình xúc động đây cũng chính là nói có thể thử nghiệm phản lợi không kịp chờ đợi hắn liếc nhìn lâm tuyết yên gặp nàng thương thế không ít liền hắn giọng một cái nói đồ nhi nhìn ngươi cái này một thân nội thương đến trước tiên đem khỏa này ngũ phẩm hồi dương đang ăn hắn đem đang dược theo trong không gian giới chỉ lấy ra trực tiếp đưa tới trước mắt của lâm tuyết yên cử động này choáng váng vây xem chúng đệ tử thậm chí một chút ngoại môn trưởng lão Hòa tàu ngũ phẩm đang dược dịp trưởng lão không khỏi quá hào phóng đi cấp bậc này đang dược trong tông đều rất ít a à. cái này lâm tuyết yên cũng thật là có phúc lớn a à, mộ mộ tại cổ đạo thiên tông có cao nhất phẩm chất là lục phẩm đang dược mà kém một chút cấp một ngũ phẩm đang dược cũng rất trân quý mỗi đại trưởng lão trong tay phỏng chừng cũng liền chỉ có mấy cái liền là như vậy hiếm có đồ vật diệp vân vừa mới nhận lấy lâm tuyết yên cầm đi ra thật là khiến người sợ hãi tháng phục liền lâm tuyết yên bản thân cũng đều trợn tròn mắt năm ngũ phẩm đang dược sư phụ vẻn vẹn nội thương của ta còn cần không lên trân quý như vậy chữa thương đang a nàng càng nhiều là căn cơ bị tổn thương thuần túy chữa thương đang hiệu quả bình thường về phần nội thương dùng nhị phẩm đang dược liền có thể chậm rãi điều dưỡng tốt ngũ phẩm đang dược liền là phung phí của trời diệp vân lại chẳng hề để ý nói để ngươi ăn thì ăn ngũ phẩm đang dược lại như thế nào? Cùng đồ nhi ngươi khỏe mạnh so sánh tính toán cái rắm. Dạng này bá khí lời nói, để Lâm Tuyết Yên sinh lòng ấm áp, vô cùng cảm động. Đời này, có thể gặp được như vậy một vị tốt sư phụ, chết cũng không tiếc. Nàng nhận lấy đan dược, tràn đầy cảm kích nói, đa tạ sư phụ ban ân. Cuối cùng tại Diệp Vân ra hiệu xuống, Lâm Tuyết Yên ăn vào hồi dương đan. Tại ngũ phẩm hồi dương đan cường hãn dược lực phía dưới, nàng chịu nội ngoại thương, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đạt được khôi phục không hổ là ngũ phẩm đang dược, thật là lợi hại. Lâm Tuyết Yên sợ hải tháng phục lấy hồi dương đang cường lực hiệu quả, mà bên người Diệp Vân cũng nghe đến hệ thống nhắc nhở. Ký chủ tặng cho đệ tử một mai hồi dương đang, phải chăng tiến hành trả về. Diệp Vân sớm đã không kịp chờ đợi, trong lòng lẩm nhẩm. Trả về. Trả về thành công, chúc mừng ngài kích hoạt nghìn lần trả về, thu được bác phẩm niết bàn đan. Diệp Vân cuồng hỉ, rõ ràng đi lên liền được bác phẩm niết bàn đan, cái này còn sợ cái chùy quỷ viêm chi độc. Phóng nhãn toàn bộ đông vực, sợ là đều tìm không ra một mai niết bàn đang tới, hiệu quả cũng là vô cùng nghịch thiên, không chỉ sắp chết thịt người bạch cốt, còn có thể tái tạo căn cơ thậm chí biến đến càng mạnh. Diệp Vân hưng phấn phía sau, lại đột nhiên có cái hiếm thấy nghĩ khéo, hoặc là nói là hệ thống bút. Đã còn có thể lại phản lợi một lần, nếu như đem cái này bác phẩm niết bàn đang cho Lâm Tuyết yên ăn, lại đem sản sinh ra như thế nào thần đang đây. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hóp leo tốt một của tháng thế này. Chương 3, kẹt hệ thống bút, Phượng Hoàng đang. Lâm Tuyết Yên thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, theo sau đối Diệp Vân không người bái thật sâu. Đa tạ sư phụ ban đan, đệ tử thương thế đã không sao. Diệp Vân gật đầu một cái khoát tay nói, đã như vậy, theo vi sư trở về Thanh Vân Phong A, còn có cái lễ vật cho ngươi. Nghe xong lời này Lâm Tuyết Yên hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục không ngừng đáp ứng. Đợi đến hai người rời đi, trên quảng trường người khác đưa mắt nhìn nhau. Các ngươi nói, Diệp trưởng lão thật có thể giúp Lâm Tuyết Yên tái tạo căn cơ ư. Cảm giác nguy hiểm coi như Diệp Trưởng lão hào phóng đến đâu, cũng không bỏ ra nổi lục phẩm thậm chí thất phẩm đang dược a. À? Đúng vậy a, à, thất phẩm đang dược, chỉ bằng chúng ta tông môn hiện tại, căn bản không lấy được. Cứ việc Diệp Vân vừa mới tặng đang động tác làm người tháng phục, nhưng tại bọn hắn nhìn tới, cũng bất quá là lãng phí thôi. Sau một lát, trong động phủ Thanh Vân Phong. Diệp Vân đem Lâm Tuyết Yên đưa vào phía sau, khẽ cười nói: "Đồ nhi, đã ngươi thương thế đã khỏi, phía dưới liền nên vì ngươi tái tạo căn cơ." Nói Lâm Tuyết Yên tú quyền nắm chặt, nhìn không được cúi đầu nói. Sư phụ, bây giờ ta, dường như thấp nhất cũng cần lục phẩm, thậm chí là thất phẩm đang dược mới có thể làm đến A. Diệp Vân khẽ gật đầu, trên thực tế lấy ngươi kinh mạch vỡ vụn, đang điền đại diện tích tổn hại tình huống, thấp nhất cũng đến thất phẩm đang dược mới có thể khôi phục. Nghe vậy, Lâm Tuyết Yên thần sắc biến đến ảm đạm, vốn là nàng còn trông chờ đến một mai tông môn lục phẩm đang dược tới khôi phục, nhưng muốn là thất phẩm lời nói, sợ là sư phụ cũng không có biện pháp. Sư phụ, đồ nhi cũng minh bạch không chiếm được thất phẩm đang dược thật liền không có cái khác chữa trị phương pháp ư làm lâm tuyết yên mím chặt môi tràn đầy mong đợi nhìn về phía diệp vân thời gian hắn lại cười cười nói không sai thất phẩm đang dược vi sư chính xác không dễ chơi nguyên cớ liền lấy mai này bác phẩm niết bàn đang thay thế phía dưới a vốn là nghe lấy phía trước lâm tuyết yên còn chính giữa thở dài đây nhưng đằng sau diệp vân lời nói này trực tiếp làm nàng mộng bức nhất là diệp vân thật sau đó đem một mai bác phẩm niết bàn đang bày ở trước mặt nàng lâm tuyết yên miệng nhỏ đều kinh đến không khép lại được sư phụ không phải nói trong tông đang dược cao nhất cũng mới lục phẩm ư ngài lại có bát phẩm đang dược diệp vân bình tĩnh nói ngươi đây cũng đừng quản nhanh ăn vào a phía sau chú ý muốn bảo mật nguyên cớ đem nàng mang về lại cho trên mức độ rất lớn chính là vì bảo mật bằng không công nhiên lấy ra bát phẩm đang dược vậy hắn phiền toái nhưng lớn lắm lúc này lâm tuyết yên quả thực bị sư phụ hào phóng cảm động đến không còn hình dáng đây chính là bát phẩm đang dược a toàn bộ đông vực phỏng chừng đều khó tìm ra khỏa thứ hai sư phụ chính mình không cần lại chuyển tay tặng cho chính mình đây là như thế nào ân tình a nàng lập tức hành đại lễ nói sư phụ đại ân tuyết yên kiếp này suốt đời khó quên đừng giày vò nhanh ăn vào a trong lúc nhất thời liền diệp vân đều không thể chờ đợi muốn nhìn thấy cái này bác phẩm niết bàn đang có thể phản lợi ra cái gì hơn nữa nếu là thật có thể thành công sau đó chẳng lẽ có thể một mực tuần hoàn tại hắn nhìn kỹ lâm tuyết yên tiếp nhận đang dược ăn vào chỉ một thoáng kinh người dược lực tại trong cơ thể nàng bung ra vô cùng tinh thuần lực lượng tức thì tràn đầy thân thể của nàng thể nội nghiền nát không chịu nổi đang điền cùng kinh mạch tại cổ lực lượng này cọ rửa phía dưới vô cùng tốc độ nhanh hoàn thành tái tạo không bao lâu liền khôi phục như ban đầu nhưng đây chỉ là bắt đầu niết bàn đang đặc điểm lớn nhất liền là thương tổn đến càng nặng niết bàn biểu hiện về sau quả càng mạnh lâm tuyết yên trạng thái vừa đúng có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng thế là nàng căn cơ không những được chữa trị thậm chí còn tại lúc đầu trên cơ sở trên diện rộng thăng cấp không bao lâu lại thể nội ngưng ra đem long lanh tiền tinh tiểu kiếm. Đây là tiên thiên kiếm thể. Diệp Vân hít một hơi lạnh, đây chính là trên đại lục nhất đẳng kiếm tu thể chất A, đặt ở đông vực thế hệ tuổi trẻ, trọn vẹn có thể dùng hai chữ hình dung. Vô địch. Xem ra chính mình đồ đệ này, cũng thật là nhân họa đắc phúc, nhặt được đại tiện nghi. Đang lúc hắn cảm thán tại lâm tuyết yên thuế biến, cùng bác phẩm niết bàn đang hiệu quả thời gian, âm thanh hệ thống cũng truyền tới. Ký chủ tặng cho đệ tử một mai niết bàn đang, phải chăng tiến hành trả về trả về trả về thành công chúc mừng ngài kích hoạt gấp trăm lần trả về thu được hoàng mỹ cấp cửu phẩm phượng hoàng đan cảnh cáo kiểm tra đo lường đến ký chủ lợi dụng bút xoát khu đạo cụ lấy trả về vật phẩm tiến hành tặng cho trả về hệ thống tự mình điều chỉnh đã cấm chỉ lợi dụng trả về vật phẩm thu được phản lợi đối với dạng này cảnh cáo diệp vân cũng không cảm thấy kinh ngạc cuối cùng muốn thật có thể vô hạn soát không khỏi quá biến thái chút ít bất quá nha chí ít trước mắt lần này thành công vẫn là để hắn có loại trộn gà thành công khoái cảm cửu phẩm phượng hoàng đan lần này thật là kiếm bộn rồi nếu không phải lâm tuyết yên vẫn còn hắn sợ là kích động có thể nhảy dựng lên cái này không chỉ có riêng là cửu phẩm đang dược phải biết phượng hoàng đan đều tính toán truyền thuyết vật phóng nhãn đại lục gần ngàn năm cũng tuyệt đối chỉ lần này một mai phượng hoàng đan tập hợp huyền thiên đại lục luyện đan thuật đại thành phàm giang vô thượng chữa thương đan dược ẩn chứa phượng hoàng chi huyết sau khi phục dụng nhưng khôi phục hết thảy thương thế đem sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng, cũng có một phần vạn xác suất thu được phượng hoàng huyết mạch, cũng tăng lên tu vi rất lớn. Không hề nghi ngờ, có mai này nghịch thiên đang dược hắn, một thân thương thế căn bản là chuyện nhỏ, nói không chắc còn đã có cơ hội một bước lên trời. Không được, đồ đệ còn tại, ta phải bình tĩnh, chỉ là một mai cửu phẩm đang dược mà thôi. Diệp Vân cố nén cùng tiếu dục vọng, miễn đến hù đến mới thu lại đồ đệ. Lúc này Lâm Tuyết Yên đã hấp thu xong dược lực, đồng dạng bị bản thân biến hóa to lớn choáng váng, từng là thế gia đệ tử nàng, tự nhiên cũng đã được nghe nói tiên thiên kiếm thể nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình vừa mới bái nhập thanh vân phong liền bị sư phụ ban cho một mai bác phẩm đang dược cũng thức tỉnh như vậy đỉnh tiêm tu luyện thể chất cùng nghĩ sau đó nàng lòng tràn đầy kích động nhìn muốn diệp vân nội tâm cảm động đều khó mà dùng lời nói mà hình dung được vội vã quỳ xuống ở trước mặt hắn cảm kích nói tạ à, sư phụ ban đan trên thực tế bây giờ thiên ngôn vạn ngữ đều khó mà hình dung hắn đối diệp vân cảm kích diệp vân cũng là phong kinh vân đạm khoát tay khẽ cười nói. Một mai đang dược mà thôi, không cần đến khách khí như vậy, tóm lại sau đó thật tốt tu luyện, chớ có cô phụ vi sư đối ngươi bồi dưỡng là đủ. Ân. Đồ nhi nhất định thật tốt tu luyện, tranh thủ vì ngài tại tông môn, thậm chí đông vực làm vẻ vang. Lâm Tuyết Yên đứng dậy phía sau, biểu tình nghiêm túc bảo đảm nói. Diệp Vân cười lấy gật gật đầu, không quên nhắc nhở một câu. Những chuyện này sau này hãy nói, đúng rồi, tạm thời liên quan tới mai kia bác phẩm đang dược sự tình, chớ truyền ra ngoài, miễn đến thu nhận phiền toái. Tuy nói cổ đạo thiên tông bản thân là đông vực một trong mấy lực lớn, ngay cả như vậy, bác phẩm đang dược cũng quá mức kinh người, vạn nhất bị tông môn bên ngoài người để mắt tới, hắn vẫn không có gì quan trọng, Lâm Tuyết Yên an toàn nhưng là để người nhức đầu. Lâm Tuyết Yên tự nhiên cũng minh bạch trong đó lợi và hại, trịnh trọng gật đầu. Sư phụ yên tâm, đang dược sự tình sẽ vĩnh viễn vùi ở trong lòng đệ tử. Ân, ừ, như thế tốt lắm. Diệp Vân miễn cười, nói tiếp. Tốt, vi sư vừa mới lòng có sở ngộ, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, trong lúc này ngươi ngay tại ngoài động phủ trong coi một thoáng, chớ để bất luận kẻ nào làm phiền. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hóp leo tốt một của tháng thế này? Chương 4, Diệp Vân không phải sắp chết ư. Trong động phủ Diệp Vân đơn giản bố trí cấm chế, liền khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hệ thống trả về mai kia cửu phẩm vượng hoàng đan. Vẹn vẹn ở bề ngoài, đang dược này liền cùng ban đầu mai kia ngũ phẩm, thậm chí phía sau bát phẩm đang dược khác biệt cực lớn. Màu đỏ thẩm đang văn ấn đầy mặt ngoài, tản ra hơi thở nóng bỏng, thậm chí tỉ mỉ cảm thụ có thể phát giác được trong đan dược này ẩn chứa khủng bố lực lượng thành bại tại cái này nhất cử dù cho có hệ thống cái này cử phẩm đang dược vẫn 10 điểm trân quý không phải tùy tiện liền có thể làm được hắn thở sâu một cái đem cử phẩm vượng hoàng đang nuốt xuống đan dược vào miệng liền hóa nháy mắt chuyển hóa làm mênh mông dược lực đột nhiên xông vào trong cơ thể hắn theo kinh mạch tuôn hướng toàn thân dược lực này nhiệt nóng vào lửa diệp vân lại không cảm giác được thống khổ ngược lại như toàn thân ngâm mình ở trong ôn tuyền không nói ra được dễ chịu. Tại cổ này to lớn dược lực cọ rửa phía dưới, trong thân thể của hắn bị tổn thương nội tạng, vô cùng tốc độ nhanh tại khôi phục. Về phần bám vào trên đó, tản ra hắc khí quỷ viêm chi độc, đối mặt cổ này nhiệt nóng dược lực, cũng căn bản không có chút nào năng lực chống cự, nhanh chóng hòa tan hầu như không còn. Mà hắn cái kia vết thương chồng chất đang điền, cũng dễ như trở bàn tay khôi phục, đến tận đây lại mới tiêu hao không đến một phần mười dược lực. Còn lại biển này lượng dược lực, tự nhiên mà nhưng, ngược lại đi bắt đầu cường hóa diệp vân bản thân thể chất nghị sự đại điện bên trong một đám tông môn thủ tịch trưởng lão tới tông chủ tại diệp vân biểu thị muốn thu lại lâm tuyết yên cũng rời đi phía sau cái này đều đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ nhị trưởng lão thở dài tràn đầy tiếc hận nói diệp trưởng lão như vậy vội vàng tìm kiếm đệ tử chẳng lẽ là thương thế tái phát thật không còn sống lâu nữa đối với diệp vân chịu thương tổn bọn hắn đại bộ phận có chút cân nhắc nếu không có thất phẩm thậm chí cao hơn chữa thương đang dược căn bản không có khả năng khôi phục một bên mấy vị khắc thủ tịch trưởng lão cũng không nhịn được thở dài a à, tưởng tượng phía trước hắn đột phá hoàn cấp thời điểm là phong quan đến mức nào vô hạn a à, bây giờ lại rơi đến như vậy cũng không phải sao diệp vân tiểu tử kia vẫn là chúng ta đông vực trẻ tuổi nhất hoàn cấp nếu không có phía trước bất ngờ tương lai nhất định là chúng ta đông vực đỉnh tim kiếm tu đúng vậy a à, nếu là đến lúc kia xem ai còn dám khiêu khích chúng ta cổ đạo thiên tông là tứ đại tông môn lóc đáy vương a à, bây giờ nói gì cũng đã chậm lấy tình hình vết thương của hắn, phỏng chừng thật không kiên trì được quá lâu. Bọn hắn dạng này ngôn luận, nghe vào tông chủ cổ trần trong tai, 10 điểm cảm giác khó chịu. Cuối cùng lúc trước liền là hắn, cho Diệp Vân Hạ đặt nhiệm vụ, không nghĩ tới lại gặp đến cửu U Ma Tông phục kích, đáy lòng của hắn đối Diệp Vân ấy nấy tột cùng. Lúc này đứng hàng thứ năm thủ tịch trưởng lão, Triệu Càng không lắc đầu nói. Nói đi nói lại, cho dù Diệp trưởng lão nhận lấy Lâm Tuyết Yên, lấy Thanh Vân Phong nội tình, sợ cũng không có cách nào giúp nàng lại tu luyện từ đầu, truyền thừa sự tình hắn sợ là muốn thất bại nâng lên chuyện này mọi người một trận trầm mặt chính xác thanh vân phong liền diệp vân một người bây giờ hắn đều tự lo không xong lại có thể nào giúp lâm tuyết yên khôi phục căn cơ đều lần nữa tu luyện mà cổ trần thì liếc nhìn mọi người chậm rãi nói nói tóm lại diệp trưởng lão là làm tông môn mới bị thương như hắn phía sau có cần gì cầu bản tông hy vọng các vị đều có thể khoan dung một hai hắn cái gọi là khoan dung chỉ chính là diệp vân nếu muốn mượn dùng tông môn nhà kho một ít chân quý thiên tài địa bảo thời gian, còn lại thủ tịch trưởng lão tận lực tán thành. Chúng trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đều biểu thị đồng ý, liền cổ đạo thiên tông mà nói, hoàn toàn chính xác thua thiệt Diệp Vân quá nhiều. Thấy vậy, Cổ Trần mới tính vừa ý, nhưng cũng không kềm nổi thở dài. Liền tạm thời để chúng ta cổ đạo thiên tông, tại Diệp trưởng lão tại thế cuối cùng thời gian bên trong, đối với hắn biểu đạt phía dưới cảm kích a. Trên thực tế hắn cũng cho rằng, Diệp Vân đã không còn sống lâu nữa đều đã không tự chủ được suy nghĩ cái khác vẫn lạc phía sau cái kia vùi ở nơi nào. Đang lúc chính vị thủ tịch trưởng lão cùng nhau thương cảm thời khắc, dị tượng lại phát sinh. Chỉ thấy một cổ mênh mông huyền khí từ cổ đạo thiên tông một chỗ kích động mà ra, kịch liệt huyền khí ba động, khiến tại trận mỗi một vị thủ tịch trưởng lão đều rõ ràng cảm nhận được. Tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, đồng loạt nhìn về phía một cái phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Cổ khí tức này, là có nhân tu làm đột phá. E rằng cũng thật là hơn nữa tuyệt đối là hoàng cấp trở lên cường giả đột phá. Bằng không không có khả năng xuất hiện cường đại như vậy huyền khí ba động. Vấn đề là, trong tông loại trừ chúng ta, còn có người là hoàng cấp tu vi ư. Tại huyền thiên đại lục, huyền khí tu vi chia làm, ngưng khí, tiên thiên, siêu phàm, vương cấp, hoàng cấp, tôn giả, sinh tử, xây nói, thánh nhân. Trong đó hoàng cấp cường giả, tại đông vực liền đã tính toán cường giả đỉnh cao, hoàng cấp trở lên tu sĩ, tại cổ đạo thiên tông cũng chỉ có 11 vị, liền là thập đại thủ tịch cùng tông chủ cổ trần. Huống hồ, cổ này đột phá khí tức, còn không phải nói vương cấp đột phá tới hoàng cấp, mà là bản thân thuộc về hoàng cấp cường giả đột phá, mới có thể có động tĩnh như vậy. Có vị thủ tịch trưởng lão như là phát hiện cái gì, nhìn không được nói. Nói đến, bên này tự hồ là thanh vân phong phương hướng A. Lời này vừa nói ra, mọi người mới nhớ tới, chính xác, trừ bọn họ còn có Diệp Vân là hoàng cấp cường giả. Lần này, ngũ trưởng lão triệu càng không kinh đến đột nhiên đứng lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong âm thanh của triệu càng không đều là khó có thể tin. Hắn đều bộ dáng kia, rõ ràng có lẽ không còn sống lâu nữa, làm sao có khả năng còn có thể đột phá. Chúng trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn làm đến thất phẩm đang dược? Không thể nào, bằng thực lực của hắn bây giờ, thế nào cũng không chiếm được thất phẩm đang dược a à. Ta cảm thấy khả năng là trong tông. Có ẩn dấu thực lực hoàn cấp cường giả đột phá. Cổ trần xem như tông chủ, xem như bình tĩnh nhất một cái ngóng nhìn lấy thanh vân phong phương hướng chậm rãi nói đến cùng phải hay không hắn đi một chuyến chẳng phải sẽ biết theo sau trong đại điện chúng trưởng lão nhộn nhịp hưng phấn lao ra trong đó đặc biệt cổ trần tốc độ nhanh nhất hắn mặt ngoài bình tĩnh trong mắt lại tràn đầy hừng hực diệp vân a diệp vân thật là ngươi sao nếu như diệp vân thật có thể khôi phục đối với tông môn mà nói chính là việc tuyệt đại việc vui tại phía sau mặt thì là đệ ngũ thủ tịch trưởng lão triệu càng khôn cùng cổ trần khác biệt hắn toàn trình biểu tình âm trầm nội tâm cũng là tràn ngập ngoan lệ. Làm sao biết là tên kia, rõ ràng đều bị trọng thương căn cơ biến thành phế nhân, tu vi 10 không còn một, còn có cái kia quỷ viêm chi độc, làm sao có khả năng đột phá tu vi. Vô luận như thế nào, hắn đều không nguyện tin tưởng, nhanh tàn phế Diệp Vân còn có cơ hội đột phá, cửu U Ma Tông bên kia rõ ràng xác thực nói qua, Diệp Vân không có khả năng có trở mình cơ hội mới đúng. Đến nơi này mới thôi, đáy lòng của hắn còn ôm lấy một chút may mắn, vạn nhất thật là cái khác không biết tên hoàng cấp cường giả đây. Đáng tiếc, Triệu Càng không may mắn, tại đuổi đến Thanh Vân Phong bên trên một khắc này, liền triệt để tan thành mây khói. Thanh Vân Phong bên trên, bốn phía quanh quẩn lấy tinh thuần huyền khí, động phủ bên trong càng là dũng động một cổ kinh người nhiệt nóng khí tức. Hiển nhiên, thật là Diệp Vân đột phá. Cổ Trần cùng một đám trưởng lão, chấn động phía sau, cùng nhau phủ xuống tại Diệp Vân ngoài động phủ. Chính giữa canh giữ ở ngoài động phủ Lâm Tuyết Yên, gặp chậm chậm đi tới mọi người, một chút nhận ra phía trước nhất khí tức kia hùng hậu tông chủ Cổ Trần nàng không nghĩ tới, sư phụ bên này bế quan, lại dẫn đến một đám thủ tịch thậm chí tông chủ đều đích thân chạy đến, không khỏi có chút khẩn trương. Đệ tử Lâm Tuyết Yên, gặp qua tông chủ cùng các vị thủ tịch. Nhộn nhiệt quan tới ánh mắt. Nhưng cũng liền là như vậy xem xét, khiến bọn hắn đều ngây dại. Chuyện hai tháng 9 không thể bỏ qua. Chương 5, Hoàng cấp đỉnh phong, chấn động mọi người. Ngưng khí tầng 5. Chúng trưởng lão nhìn chồng chọc Lâm Tuyết Yên, quả thực như nhìn thấy biết bao chuyện bất khả tư nghị. Trước đây không lâu, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy qua lâm tuyết yên căng cơ bị hủy tu vi mất hết nhưng vậy mới không bao lâu lâm tuyết yên không ngờ có ngưng khí tầng năm tu vi cảnh giới này bản thân không tính cao nhưng lại mang ý nghĩa nàng có thể một lần nữa tu luyện a thu được tiên thiên kiếm thể lâm tuyết yên liền khí chất bên trên đều phát sinh biến hóa to lớn nhiều hơn mấy phần xuất trần chi ý ngươi ngươi căng cơ chẳng lẽ khôi phục cổ trần cực kỳ giật mình vội mở miệng hỏi thăm trong nháy mắt bị rất nhiều cường giả nhìn chồng chọc, Lâm Tuyết yên bản năng rụt rụt đầu, nhìn xem hình như rất khẩn trương. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, giải thích nói. Hồi bẩm tông chủ, hết thảy đều là sư phụ công lao, mới có thể để đệ tử căng cơ khôi phục. Thật khôi phục. Một loại thủ tịch trong lòng chấn kinh, phía trước bọn hắn đều thấy qua Lâm Tuyết yên căng cơ tổn hại biết bao nghiêm trọng, muốn thời gian ngắn khôi phục, nhất định cần đến có thất phẩm chữa thương đang dược mới có thể a. À? Bên cạnh Triệu Càng không nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ sư phụ ngươi cho ngươi phục dụng thất phẩm đang dược. Vừa nghe đến vấn đề này, Lâm Tuyết yên nghĩ đến sư phụ bàn giao, lắc đầu liên tục phủ nhận. Không phải, cụ thể tỉ mỉ, sư phụ nói không cho phép cáo tri người khác, còn mời tiền bối thứ lỗi. Đối với nàng trả lời triệu càng không rất không hài lòng, nhưng cũng không tiện hỏi tới nữa. Cổ trần cười vang nói, không sao, tóm lại ngươi căng cơ có thể khôi phục đây là chuyện tốt, liền không cần cùng bản tông giải thích. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về đóng chặt động phủ. Tốt, vẫn là trước tiên nói một chút, nơi này là chuyện gì xảy ra a à? đối lâm tuyết yên này thì thành thật trả lời hồi tông chủ sư phụ nói chợt hiểu ra nguyên cớ chính giữa động phủ bên trong bế quan đột phá quả nhiên trong âm thanh của cổ trần không đè nén được xúc động ta liền biết hắn cơ duyên thâm hậu còn có trở mình cơ hội mấy vị khác thủ tịch cũng đều nhìn qua động phủ mặt mũi tràn đầy hưng phấn tất nhiên loại trừ triệu càng khôn hắn biểu tình đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn sống chết đều không nghĩ ra diệp vân đến tục cùng là đi cái gì vận khí cứt chó có thể tại trong tuyệt cảnh đột phá. Nhưng mà, tiếp xuống liền phát sinh càng làm hắn hơn ngạc nhiên sự tình. Chỉ thấy động phủ bên trong, đột nhiên tuôn ra trùng thiên huyền khí, kèm theo một tiếng sắc nhọn tiếng vượng hót thẳng vào vân tiêu. Nóng rực khí lãng, kèm theo phản phất tới từ hoang cổ bi áp, quét sạch toàn bộ thanh vân phong bên trên. Cái này dịp tiểu tử, đến cùng làm cái gì, thật là khủng khiếp uy áp. Cổ trần cùng thủ tịch đại trưởng lão càng chấn kinh, lấy bọn hắn tôn giả cảnh giới, lại cái này uy áp bên trong cảm thấy một chút run rẩy mà càng làm bọn hắn hơn rung động tại đằng sau, từ cổ uy áp này phủ xuống sau đó, trong động phủ huyền khí ba động tại cấp tốc trèo lên lấy. Hoàng cấp tầng 1, Hoàng cấp tầng 2, Hoàng cấp tầng 3, Hoàng cấp tầng 9, Hoàng cấp đỉnh phong. Cổ này huyền khí ba động, lại một lần hành động thăng tới hoàng cấp đỉnh phong, nhìn đến mọi người dương miệng đều quên khép lại. Đột phá khí tức dần dần tán đi, thanh vân phong bên trên lại yên tĩnh như chết, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ động phủ cho đến động phủ đại môn mở ra, Diệp Vân chậm chậm đi ra, gặp tụ tại nơi này cổ trần mọi người, đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem chính mình, không khỏi gãi gãi đầu nói. "Tông chủ, các ngươi đây là?" Cổ Trần phản ứng lại, đột nhiên lên trước hỏi. "Cái gì các ngươi chúng ta, thành thật khai báo, ngươi đến cùng làm cái gì?" Diệp Vân lập tức minh bạch hắn ý tứ, xem ra là chính mình vừa mới đột phá thời điểm động tĩnh hơi bị lớn. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, thản nhiên cười nói. "Cũng không có gì, liền là đạt được chút ít cơ duyên." liền khôi phục căn cơ, thuận tiện đột phá hạ cảnh giới, bất quá chỉ là đột phá nhiều một chút như vậy. Một chút. Mọi người khóe miệng hơi rút, theo hoàng cấp tầng một lên thẳng đến hoàng cấp đỉnh phong, trong miệng ngươi một chút, sợ là đầu ngón tay vũ trụ A. Nhìn tới dịp tiểu tử ngươi, là gặp phải cái gì ghê gớm đại cơ duyên, vừa mới có thể thực đem lão phu dọa cho nhảy một cái. Cổ trần đối với hắn trả lời cũng là không hoài nghi, thậm chí đều không thêm một bước truy vấn. Ở trên huyền thiên đại lục, cơ duyên thứ này phong phú, nếu là thật sự gặp gỡ đại cơ duyên, nhất phi trùng thiên cũng không phải là việc khó, liền nhìn có thể hay không gặp gỡ, Diệp Vân có thể đụng tới là phúc khí của hắn, cổ Trần từ đáy lòng thay hắn cảm thấy cao hứng. Bây giờ trong tông lại thêm một vị hoàng cấp đỉnh phong, hơn nữa còn là ngươi tiểu tử này, nhìn sau đó còn có ai dám xem thường chúng ta cổ đạo thiên tông. Tại Diệp Vân mới vào hoàng cấp, hắn cổ đạo kiếm hoàng danh tiếng liền có một không hai đông vực, hiện tại một lần hành động đột phá tới hoàng cấp đỉnh phong, thanh danh thế tất sẽ càng vang dội đúng vậy a à, chúc mừng diệp trưởng lão chúc mừng diệp trưởng lão đột phá diệp tiểu tử tranh thủ đi vào tôn giả cảnh a lão phu chờ ngươi chúng trưởng lão nhộn nhịp tiến lên phía trước nói vui dù sao lấy diệp vân tuổi này sau này đạt tới tôn giả cảnh dễ như trở bàn tay đây đối với cổ đạo thiên tông mà nói thế nhưng tuyệt hảo tin tức diệp vân nhất nhất gật đầu đáp lại phía sau cổ trần một đoàn người không có ở lưu lại mỗi người trở về bận biểu đi trong đó ngũ trưởng lão triệu càng khôn tại rời đi thời điểm trong mắt lóe lên một chút lệ mang đợi đến thanh vân phong bên trên còn sót lại diệp vân cùng đồ đệ lâm tuyết yên hai người lâm tuyết yên vội vã nên đón nói chúc mừng sư phụ cảnh giới đột phá hoàng cấp đỉnh phong đây chính là hoàng cấp tầng 1, lên thẳng đi lên a trên đại lục căn bản là chưa từng nghe thấy tốt a trong mắt nàng tràn đầy kính ngưỡng sư phụ không hổ là sư phụ tùy tiện liền làm được người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình diệp vân gật đầu cười nghĩ thầm vi sư có thể như vậy đột phá thế nhưng nhờ có ngươi khỏa này nhỏ hạnh vận tinh a lúc này Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến kiện sự tình, đánh giá trên dưới đến Lâm Tuyết Yên, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tà tà ý vị. Đúng rồi Tuyết Yên, vi sư nhớ tới kiện chuyện trọng yếu, ngươi mà theo vi sư tiến vào động phủ A. Chuyện trọng yếu. Lâm Tuyết Yên lòng tràn đầy nghi hoặc, làm đối đầu sư phụ tầm mắt một khắc này, nàng trái tim nhỏ bỗng nhiên co rụt lại. Nàng không khỏi nghĩ đến phía trước nghe nói qua, có chút ham muốn đệ tử Mỹ sắc sư phụ, sẽ tìm cơ hội đối đệ tử làm không thể miêu tả sự tình. Chẳng lẽ nói, sư phụ cũng coi trọng chính mình đi vừa nghĩ tới đó lâm tuyết yên toàn bộ liền khẩn trương trái tim bịch thông nhảy loạn muốn thật là lời như vậy chính mình có nên hay không đồng ý đồng ý có thể hay không biến thành sư phụ đồ chơi nhưng muốn là không đồng ý sư phụ có thể hay không trực tiếp không cần chính mình nữa hơn nữa sư phụ làm chính mình đều đem tác phẩm đang dược lấy ra tới mấu chốt là sư phụ ngoại hình hình như cũng chính xác rất xuất khí liền hiện tại tới nói diệp vân có thể nói là lâm tuyết yên tiếp sau người nhà sau khi qua đời duy nhất dựa vào Nguyên nhân chính là cái này, để nội tâm nàng Lâm vào thật sâu rầu rĩ. Tiểu nha đầu này, đặt cái này tự sướng đồ vật gì đây? Không phải là muốn gây bất lợi cho chính mình a? À? Bất quá, hắn không nghĩ quá nhiều, ho nhẹ âm thanh chậm chậm mở miệng. Còn ngẩn người làm gì? Cảm giác đi trên giường ngồi xuống, Vi sư thay ngươi truyền công. Vốn là phía trước hai câu, như là xác minh Lâm Tuyết Yên suy đoán, thẳng đến một câu cuối cùng đi ra, Lâm Tuyết Yên ngây dại. A, à. truyền, truyền công lâm tuyết yên thẹn thùng biểu tình nháy mắt biến thành khó có thể tin cũng hoài nghi có nghe lầm hay không cái gọi truyền công liền là tu vi cao thâm người đem bản thân bản nguyên huyền khí trực tiếp đi vào một người khác thể nội có thể nói tiếp nhận truyền công là tăng thực lực lên nhanh nhất phương thức nhưng cũng là khó khăn nhất phương thức cuối cùng trên đời này không có mấy người nguyện ý đem bản thân vất vả tu luyện bản nguyên huyền khí trực tiếp đưa tặng cho người khác đừng nói là sư đồ cho dù là đạo lữ thân nhân ở giữa đều có rất ít nguyện ý tiến hành truyền công phổ biến mà nói đều là người sắp chết, mới sẽ thử lấy cho người truyền thừa tiến hành truyền công, có thể nói truyền công ân huệ, ân lớn hơn thiên. Biết được những cái này Lâm Tuyết Yên, nhịn không được rụt rụt đầu, nhìn qua Diệp Vân rụt rè hỏi một câu. Sư phụ, hiện tại liền làm đệ tử truyền công, chẳng lẽ ngài muốn chết? Diệp Vân khóe miệng co quắp xuống, nhìn xem đồ đệ cái kia tràn đầy lo lắng đáng yêu mặt nhỏ, mới nhìn xuống cho nàng một cái tác mạnh xúc động. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua. Chương 6, vi sư dẫn ngươi đi phục thù diệp vân nhìn qua lâm tuyết yên tức giận nói vi sư thân thể tốt đây còn dám nguyền rủa lần sau nhưng là quất ngươi cái mông nghe vậy lâm tuyết yên vội vàng vươn tay bảo vệ bờ mông mặt nhỏ phím hồng nói nhưng ngài không có chuyện tại sao muốn đột nhiên truyền công a vì sao tự nhiên bởi vì ngươi là ta diệp vân đồ đệ vi sư tất nhiên muốn bảo bọc ngươi diệp vân phong khinh vân đạm trả lời khiến nội tâm lâm tuyết yên cảm động không thôi một mực đến nay loại trừ qua đời phụ mẫu còn chưa từng có người nào có thể đối với nàng tốt đến loại tình trạng này. Nhất thời ở giữa, cảm động Lâm Tuyết Yên vành mắt đều có chút hồng nhuận. Sư phụ. Nàng miếng chặt miệng nhỏ, sợ khóc nức nở lên tiếng. Gặp nàng sự cảm động này đến không được bộ dáng, Diệp Vân cười lấy sờ lên đầu của nàng ôn nhu nói. Đều 15 tuổi người, còn cùng cái hài tử đồng dạng khóc nhè, để ngoại nhân nhìn thấy nhưng là sẽ bị cười. Tại Diệp Vân trấn an phía dưới, Lâm Tuyết Yên kích động tâm tình mới tính bình phục lại, lau mắt kiên định gật đầu nói đệ tử đã biết, ta nhất định không cho sư phụ ngài mất mặt. Diệp Vân cười lấy nói, tốt, nhanh ngồi xuống đi, vi sư vì ngươi độ vào huyền khí. Truyền công việc này, đối lâm tuyết yên chỗ tốt không cần nhiều lời, chính mình cái này mặc dù sẽ tổn thất tu vi, nhưng phía sau liền có thể trả về đến khá nhiều huyền khí, liền đúng cả hai cùng có lợi. Diệp Vân thậm chí đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, lần này truyền công có khả năng trả về gấp bao nhiêu lần ban thưởng. Tại dưới nhắc nhở của hắn, Lâm Tuyết Yên vội vàng leo đến trên giường khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại chờ đợi sư phụ truyền công. Diệp Vân An vị tại sau lưng, đem hai tay đặt ở trên lưng của nàng, cuối cùng không quên nhắc nhở một tiếng. mới bắt đầu khả năng có chút đau, ngươi nhịn một chút, rất nhanh liền tốt. hắn lời này, để Lâm Tuyết yên cảm giác dường như có chỗ nào không thích hợp bộ dáng. đang nghĩ tới, một cổ cuồng cuồng mà nóng trực lực lượng, liền điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng. đây chính là lực lượng sư phụ ư? thật là lợi hại lâm tuyết yên chỉ cảm thấy tại cổ này mênh mông lực lượng trước mặt nàng liền như con kiến hôi nhỏ bé không sinh ra một chút dãy dụ ý nghĩ mặc cho lực lượng kia tại trong cơ thể nàng tàn phá bốn phía kèm theo lực lượng này mà tới là giống như thủy triều căng đau nàng nghiến chặt hàm răng từng giọt mồ hôi đều theo tráng sa súc, nàng vẫn không nói tiếng nào cố nén thân thể truyền đến đau nhức kịch liệt nhiệt nóng mà ôm nhuận huyền khí vô cùng nhanh chóng đổ hướng nàng bên trong đang điền hội tụ càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều trên thực tế bởi vì song phương tu vi khoảng cách thực tế quá lớn, Diệp Vân cái này đã là tận lực trì hoãn, thậm chí giảm bớt truyền công lượng. Cũng may, theo lấy thời gian từng giờ trôi qua, thống khổ cũng dần dần giảm bớt, biến thành vô cùng thoải mái cảm giác, như là thân thể ngâm mình ở trong suối nước nóng đồng dạng. Mà tu vi của nàng, cũng nước lên thì thuyền lên, cấp tốc tăng vọt. Ngưng khí tầng 5, tầng 6, tầng 7. Đỉnh phong. Kích động huyền khí từ trong cơ thể nàng bung ra, Lâm Tuyết Yên đột phá bình cảnh, tu vi một lần hành động đi vào tiên thiên cảnh giới tiên thiên, liền ngưng ra tiên thiên huyền khí, cũng mang ý nghĩa chính thức bước vào con đường tu luyện. Đột phá tới tiên thiên cảnh giới phía sau, nàng tăng lên còn không kết thúc, tiên thiên tầng 1, tầng 2, tầng 5, tầng 6. Cho đến cuối cùng, đạt tới tiên thiên tầng 6 thời gian, nàng tu vi tăng vọt mới tính trì hoãn cũng ổn định lại. Ừm. Tiên thiên tầng 6, không tệ không tệ, sao ta dự đoán còn muốn cao một chút. Trên thực tế truyền công bản thân hao tổn dẫn cực cao, bình thường tới nói phi thường không có lời, như hắn lần này làm lâm tuyết yên truyền thâu đến có trăm ngày tu vi, mà nàng chân chính tiếp thu được, nhiều nhất cũng liền có khoảng một phần năm, cũng chỉ hắn sẽ không chú ý còn con này hao tổn. Nguyên cớ dưới loại tình huống này, nàng một lần tăng lên 11 cái tiểu cảnh giới, Diệp Vân đã hết sức hài lòng. Mà dựa theo lâm tuyết yên ở độ tuổi này, có thể có tiên thiên tầng 6 tu vi, đủ để quét ngang cổ đạo thiên tông thế hệ thanh niên. Coi như quan sát tại đông vực, cũng là nhất đẳng tồn tại. Lúc này, trong đầu Diệp Vân cũng vang lên âm thanh hệ thống. Ký chủ làm đệ tử truyền thâu trăm ngày tu vi, phải chăng tiến hành trả về. Diệp Vân không chút do dự ở trong lòng trả lời. Trả về. Trả về thành công. Chúc mừng ngài kích hoạt gấp 10 lần trả về, thu được ngàn ngày tu vi. Tiếng nói vừa ra, Diệp Vân thể nội huyền khí nhất lên sóng cả, vốn là mênh mông huyền khí đột nhiên bạo tăng. Một đợt này ngàn ngày tu vi, dù cho ném đi phía trước truyền cho Lâm Tuyết Yên trăm ngày tu vi, y nguyên tương đương với hắn không ngủ không nghỉ tu luyện gần 3 năm. Diệp Vân mới đột phá hoàn cấp đỉnh phong tu vi gặp phải tôn giả bình cảnh, trong nháy mắt liền lung lay sắp đổ, khiến hắn đạt tới siêu việt hoàn cấp đỉnh phong trạng thái, nhưng lại không thật đột phá. Nửa bước tôn giả. Lấy hắn tu vi hiện tại, ở trong cổ đạo thiên tông, trừ bỏ tông chủ cổ trần cùng thủ tịch đại trưởng lão bên ngoài liền là mạnh nhất, chỉ kém một cái thích hợp thời cơ, liền có thể trọn vẹn bước vào tôn giả cảnh giới, trở thành một phương chí tôn. Cái này hắc, cũng thật là lợi hại a. À. Tại trước người hắn, Lâm Tuyết Yên lại được trì hoãn tới, miệng nhỏ không được thở hỗn hển hơi nóng, bất quá làm nàng cảm nhận được thể nội tu vi cường đại, liền cảm giác đến vừa mới gặp hết thể thống khổ đều đáng giá. Quả nhiên truyền công là tăng thực lực lên nhanh nhất phương thức, đáng tiếc không thể thường dùng, nếu không sẽ đối sư phụ có cực lớn ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng mà khiến Lâm Tuyết Yên không nghĩ tới, Diệp Vân quay người nhìn về phía nàng quẳng xuống một câu bá khí lời nói. "Nhớ kỹ a, à, sau đó mỗi tháng hôm nay, vi sư đều sẽ vì ngươi truyền công một lần." Dựa theo hắn mong chờ, lần sau lại tiến hành một lần truyền công, xác suất lớn liền có thể đột phá chí tôn giả cảnh giới. Nhưng Lâm Tuyết Yên liền choáng váng, nhìn không được hỏi. Thế nhưng sư phụ, lời như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tu vi của ngài ư? Đây cũng không phải là ngươi cái kia suy tính, vi sư tự có phân tắc. Diệp Vân lộ ra nụ cười ôn nhu nói, "Huống hồ, ngươi hẳn là cũng hy vọng có thể biến đến càng mạnh làm người nhà báo thù a." À. Một câu, nói thẳng đến Lâm Tuyết Yên trong tâm khảm. Nàng ngóng nhìn lấy sư phụ, trong lúc nhất thời kích động không biết nên nói cái gì. "Sư phụ, bây giờ lại nghĩ tới phía trước trải qua" Lâm Tuyết yên tâm thần đều có chút hoảng hốt. "Phụ mẫu, các ngươi trên trời có linh thiên hãy chờ xem, nữ nhi rất nhanh liền có thể có phục thù lực lượng." Mà hết thảy hết thảy, không thể nghi ngờ đều là sư phụ một tay ban cho. Cuối cùng Lâm Tuyết yên nhịn không được nhào vào trong ngực sư phụ, khuôn mặt kề sát tại trên lồng ngực của Diệp Vân, trong miệng kiên định nói lấy: "Sư phụ, cảm ơn ngươi. Ngài đại ân, đệ tử đều không nên như thế nào hồi báo." Nhưng tóm lại cả đời này, đệ tử sinh mệnh cùng hết thảy đều là thuộc về ngài. Chỉ có như vậy, nội tâm Lâm Tuyết Yên mới phát giác đến dễ chịu một chút. Nhưng Diệp Vân bị nàng cử động này, làm khóc cười không được, hoặc là nói tương đối không dễ chịu. Cứ việc nàng mới 15 tuổi, nhưng trưởng thành đã đơn giản quy mô, muốn vóc dáng có dáng người, dung mạo cũng là tuyệt mỹ, Diệp Vân muốn nói trọn vẹn không có cảm giác đó là giả. Nhất là Lâm Tuyết Yên ôm rất chặt, Diệp Vân cái nào trải qua cái này khảo nghiệm, cảm thụ bên trên cũng mãnh liệt hơn, nhất là đối phương cái kia thấm người mùi thơm cơ thể, là thật làm người ngây ngất. Thảo không được không được, ta cũng không thể tại nơi này luôn hãm. Dù nói thế nào Lâm Tuyết Yên cũng là hắn đồ đệ, sao có thể đối với nàng có ý tứ. Cũng may không bao lâu, Lâm Tuyết Yên chậm chậm đứng dậy, có chút kỳ quái hỏi. Sư phụ, túi ngươi có đồ vật sao, hình như có đồ vật A đến ta. Khụ cụ, là một kiện tiểu pháp bảo mà thôi, không cần để ý. Diệp Vân ho khang hai tiếng, gặp Lâm Tuyết Yên vẫn có chút hiếu kỳ, hắn làm che giấu lúng túng, dứt khoát bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói sang chuyện khác vẫn là đầu tiên nói rõ một chuyện khác a à, vi sư nghe nói các ngươi lâm gia là bị cửu u ma tông thuộc hạ hắc ma môn tập kích nói lâm tuyết yên nghi ngờ thần tình nhanh chóng biến thành đau thương không quan tâm lại nghĩ cái khác nàng miếng chặt môi gật đầu nói không sai liền là cái kia đáng giận hắc ma môn bọn hắn người ở buổi tối đột nhiên phủ xuống gia tộc bọn ta tiếp đó về sau lời nói nàng đều không nói ra miệng một đêm kia bên trên đối với nàng mà nói quả thực cùng mộng yểm không khác Diệp Vân sau khi nghe xong trầm ngâm chốc lát, phân tích nói, các ngươi lâm gia, chính là ta cổ đạo thiên tông phụ thuộc thế lực, chỉ là một cái hắc ma môn, theo lý thuyết không có can đảm tập kích các ngươi mới đúng. Nếu là không đoán sai, e rằng chuyện lần này, cùng hắn phía sau màn cửu U Ma Tông cũng thoát không đánh hệ. Nghe vậy, Lâm Tuyết yên sửng sốt một chút, không kềm nổi lộ ra ảm nhiên thần sắc. Cửu U Ma Tông. Vậy ta chẳng phải là cực kỳ khó báo thù. Một cái hắc ma môn đối với nàng mà nói liền đủ khó giải quyết, càng chưa nói so hắn cường đại gấp mấy chục lần cửu U Ma Tông. Muốn thật cùng cửu U Ma Tông có quan hệ, nàng muốn báo thù lời nói liền có chút khó khăn. Nhưng mà, Diệp Vân lại cười lạnh một tiếng nói. Yên tâm đi, không có gì khó khăn, qua hai ngày vi sư liền mang ngươi xuống núi phục thù. Tuy nói cửu U Ma Tông vi sư tạm thời diệt không được, nhưng dẫn ngươi đi đem hắc ma môn hủy diệt, vẫn là rất đơn giản. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hóp leo tốt một của tháng thế này? Chương 7, sư phụ ngươi là tại thẹn thùng ư. Lâm Tuyết Yên bị sư phụ giật nảy mình, lại muốn trực tiếp đối hắc ma môn xuất thủ. "Sư phụ, trực tiếp đi lời nói, có thể hay không mới gấp gáp a?" À. Cứ việc nàng cũng hận không thể lập tức diệt hắc ma môn, nhưng vấn đề ở chỗ đằng sau nó cửu u ma tông. Lâm Tuyết Yên lo lắng nói, "Vạn nhất cửu u ma tông truy xét, sợ rằng sẽ cho ngài cùng tông môn trước lấy phiền toái a." À. Nếu không vẫn là chờ một chút đi, Tuyết Yên tuy là muốn báo thù, thế nhưng không muốn liên lụy đến sư phụ ngài. Nghe vậy, Diệp Vân hừ lạnh một tiếng ngoan lệ nói, có cửu u ma tông bảo bọc lại như thế nào cả gan bắt nạp đồ đệ ta coi như hắn phụ thuộc chính là vũ lạc tiên cung vi sư cũng đều giết không tha về phần sau đó truy xét cái gì vậy liền theo bọn hắn liền nhìn bọn hắn có hay không có tìm tới cửa lòng dũng cảm thanh âm diệp vân bên trong đều là ý sát phạt đủ thấy hắn là thật tại tức giận chỉ là một cái hắc ma môn vô luận ở vào loại nguyên nhân nào đã giết lâm gia cả nhà đều phải ăn miếng trả miếng nợ máu trả máu nghe lấy sư phụ bá khí chết lộ lời nói Lâm Tuyết yên tâm thần chấn động, một đôi mắt lại mơ hồ ướt ác. Sư phụ. Cảm ơn ngài. Cảm ơn cái từ này, đã không biết là nàng hôm nay lần thứ mấy nói, nhưng bây giờ loại trừ cảm tạ, nàng cũng không có cái khác có thể làm sự tình. Dưới sự kích động, nàng lại hướng sư phụ đưa tới, tự hồ là muốn cho hắn một cái ôm ấp, không nghĩ tới vô hụt. Lâm Tuyết yên sửng sốt một chút, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn xem Diệp Vân. Sư phụ, ngươi mới vừa rồi là không phải lui nửa bước. Thế nào biết, ngươi nhìn lầm có đúng không? Lâm Tuyết Yên lại một bước lên trước, lại nhào không. Sư phụ, ngươi rõ ràng liền lui về sau. Nàng nâng lên quay hàm, tức giận nhìn về Diệp Vân, nhưng rất nhanh nghĩ đến cái gì, lộ ra cái ngạc nhiên biểu tình. Chẳng lẽ nói, sư phụ ngươi là tại thẹn thùng? Có sao nói vậy, nàng tương đối thông minh, nháy mắt suy luận ra đáp án chính xác. Bất quá, Diệp Vân hiển nhiên không có khả năng thừa nhận, ho nhẹ một tiếng nói. Nghĩ gì thế, vi sư làm sao có khả năng đối ngươi một đứa bé cảm thấy thẹn thùng? ta mới không phải tiểu hài tử. Lâm Tuyết Yên mặt mũi tràn đầy không phục, hai tay chống nạnh nói. Qua một đoạn thời gian nữa, ta liền tròn 16 tuổi tròn, đã coi như là nửa cái đại nhân, thậm chí đều đạt tới có thể kết hôn tuổi tác. Nàng hướng lấy Diệp Vân ngẩng đầu ửng ngực, phản phất tại hiển lộ rõ ràng cái kia có chỗ quy mô vóc dáng. Diệp Vân nhìn tương đối im lặng, vừa muốn nói gì, Lâm Tuyết Yên liền đã xông tới, một cái vây quanh ở tay phải của hắn. Hắn mặt mo đỏ ửng. Sư phụ, mặt ngươi đỏ nha lâm tuyết yên ngửa đầu đối diệp vân lộ ra một vòng cười xấu xa tự hồ là âm mưu đạt được dường như diệp vân bị nàng chính giữa khóc cười không được không thể làm gì khác hơn là sờ lên đầu của nàng bất đắc dĩ nói ta nói đồ nhi ngươi dạng này vạn nhất gặp được người trong lòng có quỷ thế nhưng rất nguy hiểm đừng nói những người khác coi như là diệp vân nếu không trở ngại nàng tuổi tác còn nhỏ cùng sư phụ tầng này thân phận cũng tuyệt đối đè nén không được hồng hoang lực lượng lâm tuyết yên nhu thuận gật đầu nói loại trừ sư phụ ngài tuyết yên cũng sẽ không lại đối với những người khác dạng này đây là sư phụ ngài đặc quyền nàng rút vào diệp vân trên mình nhỏ nhắn thân thể liền như chỉ dịu dàng ngoan ngoãn mèo con diệp vân tức giận nói chẳng lẽ nói ngươi liền không sợ vi sư là người xấu không sợ lâm tuyết yên nhẹ nhàng lắc đầu lấy tiếp lấy miễn cười nói hơn nữa nếu như là sư phụ tuyết yên cái gì cũng không đáng kể coi như là nói đến đây trên mặt lâm tuyết yên nổi lên từng tia từng tia đỏ hồng tựa như thẹn thùng cúi đầu xuống vùi ở diệp vân trước ngực làm thế nào? Làm thế nào? Trong lòng nàng hưu con sông loạn, càng nghĩ càng thấy đến xấu hổ, chính mình rõ ràng dường như đối sư phụ cảm nhận được động tâm. Cái này đặt ở trước đây, đều là lâm tuyết yên nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng bây giờ lại rõ ràng phát sinh, mỗi khi nhìn thấy sư phụ thời gian liền tâm động không thôi. Tại trong lòng lâm tuyết yên, là sư phụ giao phó nàng hết thảy, đem nàng theo trong tuyệt vọng cứu thoát ra, lại thêm dịp vân đủ loại mị lực, đối ngay thẳng tuổi dậy thì nàng tới nói, tự nhiên là khó mà ngăn cản dụ hoặc. Vấn đề là, sư phụ sẽ thích ta sao? Cái này thành trong lòng Lâm Tuyết Yên lớn nhất nghi vấn. Diệp Vân cũng không phải cái ngu ngốc, nháy mắt ý thức đến nàng muốn nói cái gì, trên mặt bò đầy hắc tuyến. Hắn dùng ngón tay tại trên trán nàng bắn một thoáng bất đắc dĩ nói, ngươi cái này đầu nhỏ, bây giờ đừng lão muốn những cái này đại nhân sự việc, hết thảy chờ ngươi trưởng thành nói sau đi. Không biết, hắn để Lâm Tuyết Yên tâm thần hơi động. Hết thảy chờ lớn lên lại nói. Nói cách khác, chỉ cần trưởng thành liền có thể tại cái này cấp sử thi lý giải phía dưới lâm tuyết yên trực tiếp đem lớn lên cùng cùng sư phụ kết làm đạo lữ vẽ lên ngang bằng nàng vui vẻ gật đầu nói ân tuyết yên đã biết gặp nàng cười bộ dáng diệp vân còn có chút không chắc nha đầu này thật biết không tính toán mặc kệ nó mặt nàng có cái gì tiểu tâm tư chỉ cần mình có thể giữ mình trong sạch thế tất sẽ không xảy ra chuyện gì chứ có lẽ diệp vân cũng không nghĩ quá nhiều lại so sánh những cái này hắn còn có chuyện trọng yếu hơn làm diệp vân suy tư tới nói lại nói, ngươi tu vi đã đến cảnh giới tiên thiên, vi sư cũng là thời điểm truyền cho ngươi huyền kỹ. Ngón tay hắn khẽ nâng, một vệt kim quang theo đầu ngón tay hắn bay ra, trong nháy mắt dung nhập Tráng Lâm Tuyết Yên. Vừa mới vi sư chia nhau truyền cho ngươi một bộ kiếm quyết, một bộ thân pháp, cùng một bộ ngự kiếm pháp môn, phẩm chất đều là huyền giai trung cấp. Nghe vậy, Lâm Tuyết Yên hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem hưng phấn không thôi. Đa tạ sư phụ. Con đường tu luyện, huyền kỹ cao thấp, chính là so sánh một vị tu sĩ mạnh yếu trọng yếu tham khảo lại huyền kỹ phẩm chất từ cao tới thấp làm thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi một giai lại phân làm đê cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Mà trong cổ đạo thiên tông, phẩm chất cao nhất huyền kỹ liền là một bản huyền giai đỉnh cấp đao phát. Mà đồng dạng đệ tử tiếp xúc đến, nhiều nhất cũng liền là hoàng giai bên trong cao cấp huyền kỹ. Về phần một số nhỏ huyền giai huyền kỹ, đều là trưởng lão mới có tư cách tu luyện, mà sư phụ dĩ nhiên vừa đến, liền ban cho chính mình phẩm chất cao như vậy huyền kỹ, làm nàng cực kỳ vui vẻ. Sư phụ đối ta, thật là quá tốt rồi. Lâm Tuyết yên âm thầm cao hứng, mà Diệp Vân cũng đồng dạng hưng phấn không thôi. Ngài trao tặng đệ tử huyền giai trung cấp phong linh kiếm quyết, kích hoạt gấp trăm lần trả về, thu được địa giai đỉnh cấp huyền kỹ tàng vân kiếm quyết. Ngài trao tặng đệ tử huyền giai trung cấp du long thân pháp, kích hoạt 90 lần trả về, thu được địa giai đỉnh cấp tuyết thượng vô tung thân pháp. Ngài trao tặng đệ tử huyền giai trung cấp ngự kiếm thuật, kích hoạt gấp trăm lần trả về, thu được địa giai đỉnh cấp phong lôi ngự kiếm thuật. Diệp Vân trong đầu hiện ra lượng lớn tin tức, rõ ràng là cái này ba bộ địa giai huyền kỹ tin tức. Ba loại loại khác trả về, trực tiếp phân biệt là hắn mang đến đỉnh tiêm kiếm quyết, thân pháp, thậm chí ngự kiếm thuật. Đây chính là địa giai đỉnh cấp A. Đừng nói là đông vực tứ đại tông, liền xem như đông vực người cầm quyền, vũ lạc tiên cung đều chưa hẳn có mấy quyển A. Không chút khách khí nói, học được những cái này huyền kỹ phía sau, lại thêm phía trước hắn thức tỉnh ra phượng hoàng huyết mạch, vượt cấp chiến bình thường tôn giả đều dễ như trở bàn tay. Đến hắn cấp độ này, còn càng lớn cảnh giới chiến đấu, ở những người khác nhìn tới phỏng chừng đều là nói mơ giữa ban ngày. Đồ nhi ngươi ghi nhớ kỹ muốn tốt sinh tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới vương cấp cảnh giới, đến lúc đó vi sư còn có lợi hại hơn huyền kỹ truyền cho ngươi. Diệp Vân miễn cười dụ hoặc lấy đồ đệ, Lâm Tuyết Yên nghe xong lời này hưng phấn lên. Lợi hại hơn huyền kỹ. Là huyền giai đỉnh cấp sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Vân bán đi cái kiện cáo, nguyên cớ không lập tức đem ba bộ địa giai huyền kỹ cho nàng, là vương cấp trở xuống căn bản không phát huy ra uy lực, dễ dàng bước chân lớn giật trứng. Dứt khoát đợi nàng phía sau đạt tới vương cấp, lại thụ nàng cũng không muộn. Làm xong những cái này, Diệp Vân cuối cùng bàn giao một câu. Tóm lại hai ngày này thời gian, ngươi liền rất học tập tới huyền kỹ, đợi đến ngày thứ ba vi sư mang ngươi xuống núi phục thù. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua. Chương 8, trao tặng thanh vân cổ kiếm, gấp trăm lần trả về. Phía sau hai ngày thời gian bên trong, Lâm Tuyết Yên tại Diệp Vân đích thân hướng dẫn xuống, đem kiếm quyết thân pháp thậm chí mấu chốt nhất ngự kiếm chi thuật toàn bộ học được. Nhất là ngự kiếm thuật, đối với kiếm tu mà nói cực kỳ trọng yếu, học được phía sau không những có thể ngự kiếm phi hành, còn có thể viễn trình khống chế phi kiếm, lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm. Tại lúc sau, Diệp Vân gọi tới Lâm Tuyết Yên cười nói. Đồ nhi, xem như ngươi học được ngự kiếm thuật ban thưởng, chui này thanh vân cổ kiếm sau đó liền về ngươi tất cả. Trong tay hắn nắm lấy một thanh xưa cũ trường kiếm, chợt nhìn liền là cực kỳ phổ thông kiếm, phía trên còn còn sót lại không ít vết thương, nhưng tản ra lăng liệt hàng ý làm người sợ hãi. Chỉ bằng vào cổ khí tức này, người sáng suốt liền có thể nhận ra, chết bởi kiếm này mũi phía dưới người, ít nói có ngàn tám trăm, lại đều thực lực không tầm thường. Lập tức Diệp Vân đem kiếm đưa tới trước người, Lâm Tuyết Yên khó có thể tin mà hỏi. Cái này thanh vân cổ kiếm, không phải sư phụ ngài một mực đến nay sát mình bội kiếm ư. Phóng nhãn đông vực đều biết cổ đạo kiếm Hoàng Diệp Vân, có hai cái địa phương nổi danh nhất. Thứ nhất, liền là tu luyện cùng kiếm đạo bên trên, cái kia có thể xưng nghịch thiên thiên phú, thứ hai, liền là hắn phối kiếm, nghe nói là cổ đạo thiên tông truyền thừa hơn ngàn năm thanh vân cổ kiếm. Trước mắt sư phụ lại muốn đem như vậy một cái có thể nói tiêu chí phối kiếm, trực tiếp tặng cho chính mình, Lâm Tuyết Yên đều có loại cảm giác đang nằm mơ. Diệp Vân không thèm để ý chút nào cười nhạt nói, thanh kiếm này trong tay ta đã đủ lâu, từ nay về sau, liền muốn từ ngươi tới kế thừa nó vinh quang. Lâm Tuyết Yên gắt gao nhìn chầm chầm thanh vân cổ kiếm, muốn nói nàng không muốn tự nhiên là giả, nhưng thanh kiếm này thực tế quá quý giá, vô luận theo phẩm chất bên trên vẫn là trong lịch sử. Ta thật. Có thể nhận lấy ư. Nàng nuốt nước miếng một cái, nháy mắt một cái không nháy nhìn kỹ Diệp Vân. Tất nhiên, tiếp kiếm A. Diệp Vân khóe miệng khẽ nhất, đem thanh vân cổ kiếm nhét vào trong ngực nàng, cũng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Hy vọng có một ngày, ngươi có thể mang theo nó danh dương đại lục. Đồ nhi nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Bị sư phụ ham muốn như vậy kỳ vọng cao, nội tâm lâm tuyết yên là kích động, trịnh trọng gật đầu một cái nói xong nàng lại nghĩ tới kiện sự tình lo lắng hỏi nhưng thanh kiếm này tặng cho đồ nhi sư phụ ngài sau đó dùng cái gì a à? ta diệp vân bình tĩnh tự nhiên nói ngươi đây không cần lo lắng ta tùy tiện là được nghe vậy lâm tuyết yên cúi đầu nhìn về phía trong ngực thanh vân cổ kiếm nắm lấy tay cũng gấp mấy phần nàng thực tế không thể tưởng được sư phụ lại như vậy hào phóng không có chút nào tàn tư liền sát mình bội kiếm đều yên tâm truyền cho chính mình đây là như thế nào vinh hạnh a à? nhất thời ở giữa Lâm Tuyết Yên lại lâm vào bản thân công lược, về phần Diệp Vân thì hưng phấn nghe lấy hệ thống nhắc nhở. Ngài trao tặng đệ tử Thanh Vân cổ kiếm, kích hoạt gấp trăm lần trả về, thu được cực phẩm linh kiếm Phong Lam. Rõ ràng đạt được một cái linh kiếm. Diệp Vân trái tim đột nhiên nhảy một cái, lần này có thể kiếm quá độ. Phàm là tiếp xúc qua kiếm, đều rất rõ ràng một chu linh kiếm ý vị như thế nào. Như là Thanh Vân cổ kiếm, mặc dù nó phẩm chất tuyệt hảo, được xưng tụng truyền thế bảo kiếm, nhưng vẫn như cũ chỉ là kiện tử vật, đạt tới cảnh giới nhất định liền không cách nào sử dụng. Nhưng linh kiếm khác biệt, nó không những có cao hơn nhiều bình thường binh khí phẩm chất, còn tương đương với một kiện có thể thành dáng dấp bảo vật, có thể theo lấy kiếm chủ cùng nhau mạnh lên, cho đến đạt tới đỉnh phong. Phóng nhãn đông vực, kiếm tu ngàn ngàn vạn, muốn linh kiếm cũng có ngàn ngàn vạn, nhưng chân chính có linh kiếm chỉ có một cái, đây cũng là vũ lạc tiên cung cung chủ, một vị tuyệt thế nữ kiếm tiên. Như vậy có thể thấy được linh kiếm có biết bao khó được, Diệp Vân đối lần này trả về ban thưởng có thể nói vừa ý tục cùng, hận không thể đều thân đồ đệ hai cái để bày tỏ cảm kích. Diệp Vân sư đồ hai người, một cái vì đạt được thanh vân cổ kiếm, một cái vì đạt được linh kiếm phong lam, tại chỗ mỗi người hưng phấn một hồi lâu. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, tiếp xuống liền theo Vi sư đi một chuyến tông chủ điện a. Trước khi đi vẫn là trước đề tập với hắn một thoáng hắc ma môn sự tình tương đối tốt. Hắn thân là thủ tịch trưởng lão, minh bạch tại loại này trái phải rõ ràng bên trên, đến cùng tông chủ trước tiên nói rõ ràng bằng không đừng đến thời điểm nhân gia thật tìm tới cửa, tông chủ một mặt mộng bức không biết rõ phát sinh cái gì liền lúng túng. Vừa nhắc tới phục thù, Lâm Tuyết Yên biểu tình liền nghiêm nghị lên, gật đầu đáp ứng. Theo sau tại Diệp Vân dẫn dắt tới, hai người rất nhanh chạy tới tông chủ điện, trên mặt gặp tông chủ cổ trần. Bất quá, làm hắn nhìn thấy Lâm Tuyết Yên thời gian, kém chút không đem con ngươi cho trừng ra ngoài. Trước, tiên thiên tầng 6. Diệp tiểu tử, ngươi đây là cho nàng đút cái gì thần đang dịu dược. Mới hai ngày không thấy a, à, Lâm Tuyết Yên tăng vọt 11 nặng tiểu cảnh giới, để cổ trần có loại gặp quỷ cảm giác. Diệp Vân cười nhạt một tiếng nói, không có gì, liền là cho nàng truyền một điểm tu vi thôi. Truyền công. Cổ trần càng trợn mắt hốc mồm, theo sau vội vàng nói, ngươi cái này vừa mới đột phá, hiện tại liền truyền công. Tu vi đây. Tu vi của ngươi đây. Không có vì vậy bị thương a. À. Công chủ yên tâm, liền ta cái này một thân tu vi, cũng không phải tùy tiện có thể ép khô. Cứ việc Diệp Vân lời này, tại cổ trần xem ra giống đánh rắm, nhưng tại trong cảm nhận của hắn, Diệp Vân Tu Vi hoàn toàn chính xác không có gì ba động, thậm chí là ảo giác ư. Hắn mơ hồ, Diệp Vân khí tức, sau trước đó nhìn thấy thời điểm mạnh hơn chút ít. Chính giữa nghi hoặc thời khắc, hắn chú ý tới một chuyện khác, cũng liền là lâm tuyết yên thủy chung ôm chặt thanh kiếm kia. Đây là Thanh Vân cổ kiếm. Cổ trần há to miệng, nửa ngày mới lên tiếng. Rõ ràng liền thanh kiếm này đều đưa ra ngoài, xem ra ngươi là thật muốn đem nàng bồi dưỡng lên A đây không phải đương nhiên ư. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, đã thu đồ đệ, liền muốn làm đến cực hạn. Ừm. Cũng thật là tính cách của ngươi. Cổ trần bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nói. Tốt, nói trở về chính đề A, ngươi khẳng định muốn mang nàng đi hắc ma môn phục thù. Không sai. Tục ngữ nói nợ máu trả máu, chuyện của lâm gia, hắc ma môn nhất định cần trả giá thật lớn. Diệp Vân ngóng nhìn lấy hắn hỏi, tông chủ, ngài sẽ không sợ gây phiền toái, tới ngăn cản ta đi. Một bên lâm tuyết yên, âm thầm khẩn trương lên, sợ tông chủ sẽ trở ngại ổn định, không cho bọn hắn đi. Tuy là sư phụ nói qua, dù cho tông chủ không cho phép, hắn vẫn là sẽ tiếp tục làm tiếp. Cũng may, cổ trần thái độ cũng rất rõ ràng, hừ nhẹ một tiếng nói, sợ phiền toái, tiểu tử ngươi, đem bản tông làm người nào? đã ngươi muốn giải quyết bọn hắn, vậy liền đi a. À, đến lúc đó, cho dù cửu u ma tông như ngang ngược can thiệp, ngươi cũng không cần để ý, để bọn hắn cứ tới tìm bản tông là được. tất nhiên, nếu như đám cháu kia có gan tới. Trên thực tế, Lâm Gia Biến coi như Diệp Vân không gây phiền phức cho Hắc Ma Môn, hắn cũng chuẩn bị tìm người hạ thủ. Chỉ là một cái phụ thuộc thế lực, dám ở cổ đạo Thiên Tông trong lãnh địa, đối phụ thuộc tại bọn hắn Lâm Gia hạ độc thủ như vậy, không dịp bọn hắn còn thật sự coi chính mình dễ ức hiếp đây. Cổ Trần Phen này giọng điệu bá đạo, để Lâm Tuyết Yên căng cứng thần kinh, lập tức lỏng lẻo. Đa Tạ Tông chủ thành toàn, Tuyết Yên vô cùng cảm kích. Lâm Tuyết Yên vội vàng hành lễ nói cảm ơn, bên cạnh Diệp Vân cũng lập tức cười nói: đã tông chủ ngài đều lên tiếng, ta cũng bảo đảm, trên dưới hắc ma môn, không có một người sống. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hóp leo tốt một của tháng thế này? Chương 9, ăn giấm lâm tuyết yên. Tại dịp vân sắp chia tay thời khắc, cổ trần như là nhớ tới cái gì, đột nhiên gọi hắn lại nói. Đúng rồi, ngươi đã muốn đi hắc ma môn, tự hồ là muốn con đường phong lung cổ thành A. Phong lung cổ thành. Thật giống như là muốn theo bên kia đi qua, thế nào? Dịp vân nghi hoặc nhìn xem tông chủ. Phong Lung Cổ Thành là một tòa tán tu thành, vị trí địa lý bên trên ở vào cổ đạo Thiên Tông cùng giữa Hắc Ma Môn, muốn đi Hắc Ma Môn lời nói nơi này liền đúng khu vực cần phải đi qua. Cổ Trần thở dài, giải thích nói, vừa vặn, bản tông muốn xin ngươi giúp một chuyện. Hỗ trợ. Tông chủ ngài cứ nói đừng ngại. Nghe vậy, Cổ Trần bất đắc dĩ nói, là như vậy, ta cái kia đồ nhi cố tiểu nguyệt, đoạn thời gian trước một mình đi Phong Lung Cổ Thành bên kia lịch luyện. Phía trước nàng đã nói, tại nửa tháng sau trở về, bây giờ đều nhanh một tháng vẫn còn không có tung tích, không chừng là ra cái gì bất ngờ. Bản tông bên này tạm thời còn thoát không mở thân, nếu không ngươi đường này qua phong lung cổ thành thời gian, thuận đường hỏi thăm một chút nàng. Cứ việc lại xuất phát phía trước, hắn làm đồ để chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, bình thường vương cấp đều không làm gì được nàng, nhưng chậm chạp chưa về cuối cùng có chút bận tâm. Cố tiểu nguyệt. Diệp Vân suy tư tới, như có điều suy nghĩ nói, liền là phía trước cái kia, lão ưa thích cuốn lấy ta tiểu nha đầu đúng không? Tại trong ký ức hắn, Cố Tiểu Nguyệt là cổ Trần quan môn đệ tử, mấu chốt là lão ưa thích cuốn lấy chính mình, có một lần thậm chí biểu thị ưa thích hắn, lớn lên sau đó muốn cùng hắn kết làm đạo lữ. Tất nhiên, hắn thấy cái này nhiều nhất liền là tiểu hài tử nói đùa lời nói, nói không chắc lúc nào liền quên đến không còn chút nào. Cổ Trần gật đầu nói, không sai, liền là cái tiểu nha đầu kia, cả ngày chạy tới chạy lui, một chút cũng không cho người bớt lo. Nhìn ra được, hắn cũng đối với chính mình cái này tiểu đồ đệ không thể làm gì. Hoàn toàn chính xác, nha đầu kia chính xác quá nghịch ngợm, bất quá tiểu hài tử nha, hoặc bác điểm mới đáng yêu. Diệp Vân cười cười, theo sau trầm ngâm phía dưới nói, chuyện này đến lúc đó ta sẽ lưu ý một thoáng, nếu như có tương quan tin tức, hoặc là gặp được nàng, sẽ cho tông chủ ngươi mang về. Trong ký ức của hắn, đối cái cố tiểu nguyệt này ấn tượng vẫn là rất tốt, nếu là đối phương thật gặp gỡ phiền toái gì, hắn cũng là không ngại tương trợ một hai. Không biết hắn vừa dứt lời, một bên ngay tại nghe Lâm Tuyết Yên, liền lộ ra cảnh giác thần sắc. Nói cách khác, người bọn họ muốn tìm, là cái sư phụ cảm thấy cực kỳ đáng yêu nữ hài tử có lẽ là ở vào trực giác nàng luôn có loại linh cảm không lành mà lại nói ưa thích cuốn lấy sư phụ đối phương sẽ không đối sư phụ có hảo cảm a à. trong bất tri bất giác lâm tuyết yên siết chặt nắm đấm về phần cổ trần gặp diệp vân đáp ứng cũng coi như nhẹ nhàng thở ra vậy làm phiền diệp trưởng lão nói xong hắn suy nghĩ một chút nói bổ sung nói đến lập tức liền là tứ tông đại hội người cái này tốt nhất cũng sớm chút ít trở về tứ tông đại hội ư Diệp Vân thì sửng sốt một chút, tứ tông đại hội. Hắn vội vàng ở trong ký ức kiểm tra, rất nhanh hồi tưởng lại. Cái gọi tứ tông đại hội, liền đông vực tứ đại tông môn, cửu U Ma Tông, cổ đạo Thiên Tông, phong đỏ Thiên Tông cùng lôi vương tông thế hệ thanh niên tỷ thí thi đấu sự tình. Kỳ trước tứ tông trong đại hội, tứ đại tông môn đều sẽ phái ra 18 tuổi trở xuống, đệ tử thiên tài nhất tham chiến, lấy cái này hướng thế nhân hiển lộ rõ ràng hậu bối lợi hại. Trên thực tế, cổ trần nguyên cớ vội vã tìm cố tiểu nguyệt, cái này tứ tông đại hội cũng là trọng yếu nguyên nhân, việc này quan hệ đến trọng đại, nhất định cần đến chuẩn bị sớm. Gặp hắn đang trầm tư, cổ trần tự hồ là hiểu lầm, liếc nhìn Lâm Tuyết Yên phía sau cười lấy nói. Nói đến phía trước mấy lần, học trò của ngươi không đệ tử, nguyên cớ không cách nào tham gia. Lúc này đã có cái đệ tử ưu tú như thế, không được để nàng tham chiến, làm tông môn làm vẻ vang. Nói đến đây, khóe miệng của hắn khẽ nhất. Hơn nữa không sợ nói cho ngươi, lần này tứ tông đại hội, ban thưởng là qua nhiều năm như vậy phong phú nhất một lần nhất là tên thứ nhất ban thưởng tuy nói bản tông cũng không nói được là cái gì nhưng lần này cung cấp vương chính là vũ lạc tiên cung lời nói này nháy mắt hấp dẫn diệp vân cùng lâm tuyết yên vũ lạc tiên cung cung, cung cấp bảo vật cái kia mặc kệ là cái gì đều tất nhiên nhất định không phải phàm vật đến mức lâm tuyết yên cũng nhịn không được nói sư phụ dù sao cũng không có việc gì nếu không đồ nhi cũng đi tham gia a diệp vân suy nghĩ chốc lát cuối cùng vẫn đáp ứng cũng có thể, vừa vặn có thể mượn cơ hội này để ngươi tiếp xúc phía dưới cái khác thiên tài, thuận tiện tăng thêm chút ít kinh nghiệm thực chiến. Ném đi làm tông môn làm vẻ vang loại này sợ đầu não lý do, Diệp Vân đối lần này Tứ Tông đại hội cũng thật cảm thấy hứng thú. Lâm Tuyết yên một mặt kiên định, mười điểm nghiêm túc nói: "Sư phụ ngài yên tâm đi, Tứ Tông trong đại hội, đồ nhi nhất định thật tốt biểu hiện, tuyệt sẽ không cho ngài mất mặt." Nhìn nàng cái này hiểu chuyện bộ dáng, Diệp Vân đáy lòng rất là vừa ý. Vậy vi sư đến lúc đó liền yên tĩnh xem ngươi biểu hiện cổ trần thì không ngừng hâm mộ bất đắc dĩ nói a à, thật tốt ta cái kia đồ nhi nếu là có thể có nàng cái này đồng dạng hiểu chuyện liền bớt lo diệp vân cũng cực kỳ khiêm tốn tùy ý nói chuyện này tiểu nguyệt cũng rất tốt vừa đáng yêu thiên phú lại cao hai người tại cái này thương nghiệp lẫn nhau thổi một bên nghe lấy trong lòng lâm tuyết yên lại có một chút thất lạc nhìn lên tại trong lòng sư phụ cái cố tiểu nguyệt kia có rất nặng địa vị a à. diệp vân còn không biết rõ Chính mình Đồ Nhi nguyên nhân chính là hắn một câu mà ghen tuông liên tục xuất hiện. Không bao lâu, hắn liền cùng Cổ Trần nói tạm biệt, mang Lâm Tuyết Yên cùng nhau rời đi tông chủ điện. Vừa mới ra ngoài, Lâm Tuyết Yên liền không nhịn được bắt lấy Diệp Vân tay, ngửa đầu nhìn xem hắn hỏi. Đồ Nhi muốn hỏi ngài cái vấn đề, có thể chứ? Diệp Vân sửng sốt một chút, gật đầu nói, ngươi nói. Lâm Tuyết Yên nhăn nhó phía dưới, âm thanh có chút thấp kém nói. Sư phụ, liên quan tới vừa mới công chủ đại nhân nâng lên Cố Tiểu Nguyệt, ngươi cực kỳ ưa thích nàng ư? nói xong nàng liền khẩn trương lên sợ sư phụ đưa ra cái nàng kia không nguyện ý nghe đến đáp án diệp vân đầu tiên là sững sờ tiếp lấy cười nói nàng a à, muốn nói lời nói thật còn thật thật thích dạng này a à. lâm tuyết yên một trận ảm đạm có chút hối hận hỏi ra những lời này không nghĩ tới diệp vân ngay sau đó còn nói thêm đương nhiên so với nàng vi sư vẫn là càng ưa thích tuyết yên hắn cúi đầu nhìn qua đồ đệ thản nhiên vô cùng đưa ra câu trả lời này a à. càng ưa thích ta nội tâm ngay tại thất lạc lâm tuyết yên nghe được câu này phía sau phương tâm đột nhiên nhảy một cái lúc này diệp vân thậm chí còn bồi thêm một câu ngươi cho rằng đây xem như đệ tử của ta ngươi tại vi sư đáy lòng mãi mãi cũng là đáng yêu nhất cũng là vì sư thích nhất người diệp vân một mặt mỉm cười phong khinh vân đạm nói lấy tại lâm tuyết yên trong tai không thua kém cốt đẹp nhất tình thoại trả lời trong nháy mắt lâm tuyết yên mặt nhỏ đều đỏ tâm thần dập dần thậm chí không dám nhìn tới diệp vân mặt sợ khống chế không nổi chính mình thật lâu nàng mới dùng gần như như mũi âm thanh, cúi đầu nói. Ta cũng vậy, thích nhất sư phụ ngươi. Chỉ là thanh âm nàng thực tế quá nhỏ, Diệp Vân cũng không biết có phải là thật hay không không nghe thấy, nhíp lại gần hỏi một câu. Ân. Tuyết yên ngươi mới nói cái gì? Cảm nhận được Diệp Vân trên mình, cái kia làm người động tâm mùi. Lâm Tuyết Yên mới ý thức tới lời nói mới rồi có biết bao khó mà mở miệng, đành phải đỏ mặt xoay người sang chỗ khác. Không có gì, sư phụ, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Diệp Vân cười lấy lắc đầu thôi được, vậy liền xuất phát. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hóp leo tốt một của tháng thế này? Chương 10, bị người cho chặn lại. Ngón tay Diệp Vân thoáng nhất, một chui tựa như thanh ngọc trường kiếm tại trong tay ngưng hiện. Trên thân kiếm ẩn có thanh quan lưu chuyển, nhìn như cũng vô phong mang, thực ra thân kiếm bên trong ẩn chứa kinh thiên kiếm thế. Cái này đem liền là thụ ra thanh vân cổ kiếm, gấp trăm lần trả về tới linh kiếm phong lam. Tay hắn buông lỏng, phong lam liền rơi vào bên chân, hóa thành dài mấy mét đại kiếm. Tuyết yên, mau lên đây đi. Phong Lam xuất hiện, để Lâm Tuyết Yên nhìn ngây ngẩn cả người. Tuy là theo ở bề ngoài, nàng cảm giác không thấy thanh kiếm này có bao nhiêu lợi hại, nhưng tỉ mỉ cảm thụ, liền mơ hồ phát giác được chỗ bất phàm. Là ảo giác ư. Tổng cảm thấy thanh kiếm này, chẳng khác nào có sinh mệnh. Lâm Tuyết Yên tự lẩm bẩm, trong lòng đối sư phụ càng thêm kính ngưỡng. Không hổ là sư phụ, liền phối kiếm đều như thế không phải bình thường. Nàng cùng Diệp Vân cùng nhau nhảy lên phong lam thân kiếm, Diệp Vân khóe miệng khẽ nhếch cười lấy nói đồ nhi đứng vững, ta muốn phát động. Ngón tay Diệp Vân bóp ra một cái pháp quyết, trên thân kiếm lập tức thanh quan lưu chuyển, mơ hồ có điện quan quấn quanh. Xuất phát. Theo lấy Diệp Vân ra lệnh một tiếng, dưới chân hai người phong lam kiếm chấn động mạnh một cái, ngay sau đó bắn mạnh mà ra. Thân kiếm nhanh chóng, tựa như bay vút qua thiên khung phong lôi, qua trong dây lát liền biến mất ở chân trời bản thân phong lam linh kiếm liền là phong thuộc tính tăng thêm địa giai đỉnh cấp phong lôi ngự kiếm thuật trực tiếp đem ngự kiếm tốc độ phi hành siêu cấp gấp đôi cái này tốc độ khủng khiếp, tuy là bình thường tôn giả đều chưa hẳn có thể với tới, để đột nhiên không kịp chuẩn bị lâm tuyết yên hù dọa lên tiếng tới. Sư phụ! Ngài quá nhanh! Quá nhanh! Vạn trượng trên không trung, lâm tuyết yên mặt nhỏ tái nhật, hai tay từ phía sau, chăm chú ôm trong ngực eo Diệp vân, sợ không cẩn thận liền rơi xuống. Tuyết yên sợ hãi, van cầu sư phụ ngài chậm một chút. Diệp vân tốc độ này là thật thoải mái, nhưng chỉ có trước thiên tu làm nàng, quả thực có chút bị không được, toàn thân đều bủng rũng vô lực, cũng nhanh chịu không được. bất đắc dĩ, diệp vân cũng chỉ đành đem tốc độ trì hoãn, lấy bình thường hoàn cấp tốc độ phi hành. lâm tuyết yên vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn sau lưng, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ lâm tuyết yên. diệp vân bất đắc dĩ thở dài, vốn nghĩ thừa cơ biểu một thoáng phi kiếm, nhìn dạng này vẫn là chờ sau này chính mình một người thời điểm lại thử a. bất quá tốc độ chậm lại, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn đến phong lung cổ thành thời gian. muốn dựa theo hắn tốc độ cao nhất, hơn nửa ngày lộ trình bây giờ hao phí một ngày rưỡi mới vừa tới. Tại khoảng cách phong lung cổ thành ngoài trăm dặm, Diệp Vân cùng Lâm Tuyết Yên đều tại trên thân kiếm nhắm mắt minh tưởng, cũng chỉ có dạng này Lâm Tuyết Yên mới không cảm thấy sợ hãi. Diệp Vân thì tại nhìn xem, mới phát hiện hệ thống một cái khác năng lực. Xem xét người khác thiên phú. Tựa như bên người Lâm Tuyết Yên, hắn tâm thần hơi động liền đem tin tức của nàng đạt được. Tính danh, Lâm Tuyết Yên. Tu Vi, Tiên Thiên tầng 3. Thể chất, Tiên Thiên kiếm thể, nhưng tiếng giai thành huyền kiếm thánh thể, yêu cầu thiên tinh thảo. Ngộ tính, tứ giai, cửu giai cao nhất, nhưng dùng thích hợp nhất cửu diệp nhanh nhẹn hoa tăng lên trên diện rộng. Diệp Vân cảm thấy, đã có chức năng này phía sau, sau đó lại thu cái khác đồ đệ, ngược lại thuận tiện xem xét đối phương tin tức. Bên cạnh đó khiến Diệp Vân để ý nhất, không gì bằng lâm tuyết yên thể chất và ngộ tính. Tiên thiên kiếm thể có thể thăng làm huyền kiếm thánh thể. Diệp Vân cảm thấy 10 điểm kinh ngạc, nói đến tiên thiên kiếm thể bản thân liền thật lợi hại. Về phần huyền kiếm thánh thể, hắn cũng là biết, nhưng cái kia chỉ là trong truyền thuyết tồn tại thể chất, hiện thực rõ ràng thật có A. À. Bất quá nha, cái này tiến giai điều kiện quả thực có chút khó làm, bởi vì cùng huyền kiếm thánh thể đồng dạng, thiên tinh thảo đồng dạng thuộc về truyền thuyết đồ vật, trời mới biết nơi nào có. Dưới so sánh, ngộ tính tăng lên điều kiện, vẫn tính đơn giản như thế một quần lót. Cửu dịp nhanh nhẹn hoa tuy ít, nhưng thỉnh thoảng vẫn là có cơ hội lấy được. Cũng tỷ như, lần này muốn đi phong lung cổ thành, nguyên thân liền là cái cỡ lớn tu sĩ giao dịch hội nghị, đủ loại hiếm có đồ chơi đều có cơ hội lấy được. Không chừng, liền có thể đạt được chút ít cửu dịp nhanh nhẹn hoa tin tức. Bây giờ Lâm Tuyết Yên, thể chất bên trên tính toán mà đến ưu tú, nhưng tứ giai ngộ tính còn phải chờ tăng cường. Tất nhiên, hắn tham khảo tiêu chuẩn cơ bản là chính mình, chính là thất giai ngộ tính. Ngộ tính cao thấp, trực tiếp ảnh hưởng đến tu luyện công pháp thậm chí huyền kỹ tốc độ, vẫn là tương đối trọng yếu. Ông lấy một chút hy vọng, Diệp Vân mang Lâm Tuyết Yên đi tới phong lung cổ thành. Sư phụ, nghe nói bên trong phong lung cổ thành này trị an rất loạn xem như thế đi cuối cùng tiền thân là gió lung thời gian ngắn thành lập ra vô chủ thành không có người nào duy trì trật tự vậy chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm a à? gặp đồ để có chút lo lắng diệp vân cười khẽ một tiếng sờ lên đầu của nàng nói yên tâm a à, cho là sư thực lực một người bình định tòa thành này đều thừa sức cái này thật không phải nói đùa phóng nhãn đông vực bên trong tôn giả cấp tu sĩ đều tính toán cường giả tuyệt đỉnh số lượng cũng cực kỳ thưa thớt Tứ đại tông môn gộp lại đều không cao hơn 10 cái. Về phần cái này Phong Lung cổ thành, mặc dù lịch sử lâu đời, nhưng liền hoàng cấp đỉnh phong đều không, hắn muốn dẹp yên đều rất đơn giản. Đây cũng chính là hắn dám mang Lâm Tuyết Yên, trực tiếp tìm Hắc Ma môn phiền toái, thật sự là thực lực bày ở cái này. Mà Diệp Vân bá khí chết lộ trả lời, cũng để cho Lâm Tuyết Yên yên tâm, cười lấy nói. Không có việc gì liền tốt, vậy chúng ta nhanh đi xuống đi, dường như đã đến. Chính như Diệp Vân nói tới đồng dạng, đợi đến hai người vào thành phía sau, trên đường gặp tu sĩ cơ bản đều tại tiên thiên hoặc là siêu phàm, liền vương cấp tu sĩ đều rất ít, càng chưa nói hoàng cấp cường giả. Bởi vì đáp ứng qua tông chủ, nguyên cớ Diệp Vân dự định tại cái này lưu lại một ngày, một phương diện giúp đỡ nghe ngóng phía dưới cố tiểu nguyệt tin tức, mặt khác nhìn có thể hay không đạt được cửu Diệp nhanh nhẹn hoa tin tức. Bất quá trước lúc này, đến trước tìm cái nghỉ chân địa phương. Phong trần khách sạn, phong lung cổ thành xa hoa nhất cũng là an toàn nhất một mảnh khu vực, văn bản rõ ràng quy định bất luận kẻ nào tại trong cửa hàng nghiêm cấm động thủ tại tòa này phía sau khách sạn, tòa trấn lấy một vị hoàng cấp tầng chính cường giả, mấu chốt còn thuộc về Vũ Lạc Tiên cung thuộc hạ sản nghiệp một trong, tự nhiên là không người dám làm trái. Chọn tại nơi này ở tạm, tự nhiên cũng là vì tránh thật gặp được phiền toái gì, đến lúc đó còn đến đích thân động thủ giải quyết. Nhưng làm Diệp Vân mang theo Lâm Tuyết Yên, dự định đặt phòng ở giữa thời gian, trước đại nhân viên cửa hàng lại tràn đầy xin lỗi nói: "Xin lỗi hai vị, hôm nay đã đầy ngập khách, không dư thừa gian phòng, còn mời hai vị chuyển ném nơi khác a." À. Rõ ràng không có phòng. Diệp Vân nhíu nhíu mày, bình thường khách sạn này không nhiều người như vậy a. À. Nhưng người ta đã mở miệng, hắn cũng chỉ đành coi như thôi. Tính toán, chúng ta đổi một nhà a. À. Đang lúc hắn muốn rời khỏi, một bên truyền đến cái thiếu nữ thanh âm. Vi, nhân viên cửa hàng, ta muốn thêm phòng, lại đến 10 ngày. Nghe được thanh âm này, Diệp Vân theo bản năng quay đầu liếc nhìn, kết quả trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đập vào mi mắt là cái kết tóc đuôi ngựa, thân mang váy xanh thiếu nữ, tuổi tác bên trên nhìn xem so Lâm Tuyết Yên hơi lớn một chút nhưng đây không phải trọng yếu mấu chốt là diệp vân nhận biết nàng nhịn không được mở miệng kêu lên tiểu nguyệt ngươi thế nào tại cái này gặp có người gọi chính mình danh tự cố tiểu nguyệt cũng ngẩng đầu lên làm nàng thấy rõ người trước mắt này dáng dấp đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền kích động nhào vào trong ngực diệp vân diệp trưởng lão không nghĩ tới tại nơi này còn có thể nhìn thấy ngài thật là quá tốt rồi còn tưởng rằng đời này đều gặp lại không đến ngài đây gặp nàng kinh hỉ vạn phần bộ dáng diệp vân càng nghi hoặc ta nói ngươi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chậm chạp không về tông môn sư phụ ngươi đều lo lắng ngươi chết bầm nâng lên việc này cố tiểu nguyệt mặt mũi tràn đầy ủy khuất ngẩng đầu lên nói không phải ta không muốn trở về là trở về không được ân ý tứ gì vì cái gì trở về không được cố tiểu nguyệt chu mỏ một cái giận dữ nói bởi vì liền ta bị người ngăn ở cái này chỉ cần rời đi khách sạn ta liền sẽ bị người giết chết chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua